Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trọng sinh chi nữ tướng tinh, chuyển thể thành phim cầm nguyệt như ca của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào là của ngươi. Người đại ngụy đều biết hữu quân đô đốc tiêu giác có phong thái tao nhã, tài văn võ toàn diện. Khi cầm kiếm, có thể bảo vệ một vùng đất an khang, khi buông kiếm, lại là một công tử văn nhã. Trời yêu ái hắn, ban cho hắn vẻ ngoài tốt và kỹ năng xuất chúng. Đáng tiếc, hắn là người quá lạnh lùng vô tình, tâm địa độc ác. Về chuyện yêu thích ai, chỉ cần nghĩ đến đã thấy như đang mơ. Chưa nói đến tính cách của hắn, bản thân đã trưởng thành như vậy, tài giỏi như thế, trong thiên hạ con nữ tử nào lọt vào mắt hắn. Người chưa từng thấy tiên nữ cao ngạo trầm một viết đi theo hắn nhiều năm như vậy, nhưng vẫn chưa được chút yêu ái nào sao. Bây giờ lại từ miệng người này nghe được ba chữ. Ý trung nhân hỏa yến hoàng hốt, bách quan cũng hoàng hốt, ngay cả hoàng đế ngồi trên cao cũng sừng sốt một chút. Hóa ra tiêu nhị công tử danh tiếng lẫy lừng, khi nghĩ đến người trong lòng lại ôn nhu như vậy. Giống như ánh trăng soi sáng sự nghèo khó và mờ nhạt, chỉ còn lại sự trong sáng và sáng tỏ. Trăng thu như gương, chiếu rọi tâm tư người không nơi che giấu. Niềm vui hay sự e thẹn, bí mật hay nỗi buồn, đều không thể qua mắt được người. Không ai có thể không động lòng khi bị hắn nhìn bằng ánh mắt như vậy. Hỏa Yến nghe thấy tim mình đập. Bịch, bịch. Từng tiếng rõ ràng và mạnh mẽ giữa bữa tiệc ồn ào, không thể kiềm chế. Tiếng cười của Hoàng đế phá vỡ khoảnh khắc sợ hãi này. Ha ha ha, tốt, ta hiếm khi thấy được mặt này của Tiêu Ái Khanh. Hoàng hậu hôm nay làm được một việc tốt, ta cũng phải làm một việc tốt. Hai người các ngươi đã có tình cảm, Tiêu Ái Khanh, lần này tế dương đại thắng, ta không biết thưởng gì cho ngươi, chi bằng thưởng ngươi một việc hôn sự hòa cô nương làm phu nhân ngươi, ngươi có đồng ý không? Tiêu giác nhận chỉ. Vi thần tạ ơn long ân của thánh thượng. Hỏa Yến cũng đành phải quỳ xuống nhận chỉ. Trầm mộ tuyết môi trắng bệch, như muốn ngất xỉu. Lời của hoàng thượng đã ban hôn, không thể thay đổi. Lâm song hạc một trái tim như đang bị xoắn lại, suýt chút nữa ngất đi, đến lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm một chút. Dù đầy bụng nghi ngờ, nhưng lúc này cũng không phải lúc để nói, quyết định không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, toàn tâm toàn ý vui mừng cho bạn, hưng phấn nói với các đồng sự xung quanh. Nghe chưa, gà rồi, hoàng thượng ban hôn, đây chính là một chuyện nhân duyên tốt, người nhìn họ xem, xứng đôi biết bao. Yến Hạ còn chưa hết bàng hoàng vì câu nói xấu võ an lang của Hòa Như Phi, lại nghe thêm một tin tức quan trọng như vậy, trong lúc nhất thời trợn tròn mắt, hoài nghi mình có đang nằm mơ hay không. Chúc mừng tiêu đô đốc, chúc mừng tiêu đô đốc, hoàng thượng ban hôn, xem như là một điều đáng ca ngợi khiến người bất ngờ là từ kính phủ cũng vì tiêu giác mà nói, hắn không những không kinh ngạc, mà còn vui mừng như thấy điều kỳ diệu, miệng không ngừng khen ngợi sự mỹ mãn của cuộc hôn nhân này. Hỏa Yến suy nghĩ một chút, hiểu rằng từ kính phủ và tiêu giác đã là đối đầu. Với thân phận của tiêu giác, cưới nàng, một nữ tử không có gia thế là tốt nhất. Nếu là con gái của một quan lớn, với từ kính phủ mà nói, có trăm hại mà không một lợi. Sở chiêu ngồi ở giữa, khóe môi nhếch lên mỉm cười, nhìn qua không khác gì ngày thường. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy ngón tay hắn bấu chặt vào tay ghế, trắng bệch, gần như muốn vỏ nát áo bào. Các triều thần xem một trận trò vui, trêu ghẹo nhau và chúc mừng lẫn nhau. Ngũ hoàng tử không hiểu, liền hỏi nhiễm sóc. Tứ ca, tại sao bệ hạ lại ban một người phụ nữ cải trang thành nam nhân cho phong vân tướng quân làm phu nhân? Nàng còn không xinh đẹp bằng trầm tỷ tỷ. Ngũ hoàng tử rất thích tiêu giác, vì tiêu giác với kinh nghiệm của mình, trong lòng các thiếu niên là một truyền kỳ. Các thiếu niên luôn hướng tới anh hùng và kính trọng người mạnh mẽ. Ngũ hoàng tử nhiễm cắt nghe mẹ mình là nghe quý nhân nói, trầm tỷ tỷ của ngự sử quý phủ là người hợp với tiêu đô đốc nhất. Nhiễm cắt cũng nghĩ rằng trầm một tuyết xinh đẹp như tiên nữ, nhưng giờ lại bị ban cho tiêu giác một người phụ nữ lạ, còn ăn mặc như nam nhân, điều này khiến nhiễm Cát không thể chấp nhận được. Đừng nói linh tinh. Nhiễm sóc vỗ đầu hắn, nhìn về phía bóng lưng trong điện của Hòa Yến. Phong vân tướng quân bảo vệ như vậy, hòa cô nương này tất nhiên phải có chỗ đặc biệt. Hơn nữa, nàng có thể lấy thân nữ chiến đấu trên chiến trường, được phong hầu, từ khi đại ngụy khai quốc đến giờ, đây là lần đầu tiên. Chỗ đặc biệt gì chứ? Thái tử khinh bị nói, giọng có chút thô tục. Không biết đã dùng thủ đoạn gì, tiêu hoài cần thật sự là có phúc, từ trầm mộ tuyết giờ lại đến nữ binh này, hàng ngày ở trong doanh trại, không biết đang làm gì nhiễm sóc nhíu mày. Điện hạ, hãy cẩn thận lời nói. Thái tử tỏ vẻ khinh thường. Văn tuyên đế nhìn về phía hỏa Yến. Hòa Yến, mặc dù ngươi là nữ, nhưng chấm biết rõ, ngươi đã nhập ngũ với thân phận nữ nhi vì có nỗi khổ tâm. Chấm cũng không phải là người không hiểu lý lẽ, mặc dù ngươi có tội lừa dối, nhưng vì ngươi đã lập công trong trận tế dương nhuận đô, chấm sẽ không truy cứu. Công là công, tội là tội, chấm sẽ phạt ngươi một năm bổng lộc, nhưng vẫn phong hầu cho ngươi. Tốt quá vậy. Lâm song hạc nhanh nhẹn, vỗ bàn một cái, dẫn đầu hô. Bệ hạ nhân từ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hỏa yến cũng dập đầu hô vạn tuế, ngay lập tức, các triều thần đều quỳ xuống và hô to vạn tuế. Văn tuyên đế tự hào vì mình đã làm một việc đúng đắn, được tâm bốc đến mức có chút lâng lâng, cười tùm tỉnh ngồi trên cao. Trương Hoàng hậu nhíu mày không nói gì, nghề quý nhân quan sát hỏa yến kỹ lưỡng, chỉ có Lan Quý Phi ngồi yên lặng, mỉm cười như thể mọi chuyện hôm nay không liên quan đến nàng hỏa yến cùng tiêu giác trở lại tòa nhà giờ nàng là nữ quyến nên chỉ có thể ngồi ở khu vực nữ quyến nơi này nàng không quen ai chỉ có hạ thừa tú vẫy tay gọi hòa cô nương người ngồi bên này hỏa yến ngồi xuống bên cạnh hạ thừa tú nàng cười nói chúc mừng hòa cô nương hỏa yến cười đáp lễ trong lòng như chút được gánh nặng ít nhất nàng đã có thể xuất hiện công khai với cái tên hòa yến tại triều đình đại ngụy bước đầu tiên đã thành công mặc dù không hiểu vì sao tiêu giác cũng bị cuốn vào và tạo ra kết quả như vậy nhưng hiện tại ít nhất cũng không có hậu quả xấu gì tất nhiên ngoại trừ đối với hai người khác ánh mắt hòa yến lướt qua chỗ ngồi khu vực nam và nữ quyến đối diện nhau nàng chính xác nhận ra hứa chi hằng đang ngồi ở góc lén lút quan sát nàng hứa chi hằng rất bất an Loại bất an này lên đến đỉnh điểm khi Hòa Yến bị vạch trần là phụ nữ. Hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, một người đã chết, mai táng xong, thi thể có thể đã phân hủy, sao lại xuất hiện trước mặt mình? Người này gọi là Hòa Yến, không hề giống vợ đã mất của hắn, nhưng từng cử chỉ, thần thái biểu lộ đều giống như Hòa đại nãi nãi trong trí nhớ của hắn. Nhất là khi hắn lén nhìn nàng, nàng cũng qua đám người nhìn hắn, ánh mắt sâu sắc khiến tim hắn đập nhanh không ngừng nàng thật sự là ai hứa chi hằng không tin vào quỷ thần hàng năm cầu phúc dân hương tại chùa miếu hắn là người thiếu kiên nhẫn nhất khi học sách tiên sinh luôn nói quỷ thần muốn mời sợ nhưng hắn nghĩ rằng nếu trên đời thật sự có quỷ thần cũng không có nhiều chuyện không thể giải quyết như vậy khi sống không đấu lại được sao chết rồi lại trở nên hung ác nhưng mà nhưng mà hỏa yến đâu phải do hắn giết trong lòng hứa chi hằng lạnh toát hỏa yến muốn chết đây là kết cục mà Hòa gia đã chuẩn bị cho nàng. Người ra lệnh là Hòa Nguyên Thịnh, kẻ ra tay là Hòa Như Phi, Hạ Uyển Như là đồng lõa, còn hắn chỉ im lặng mà thôi. Nếu có ác quỷ về báo thù, người đầu tiên bị trả thù phải là người Hòa gia chứ. Tại sao lại tìm đến hắn? Hắn Dũng cảm nhìn lại Hòa Yến, thấy nàng đã quay đầu, nói chuyện với Hạ Thừa Tú, như thể khoảnh khắc đối mặt vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn. Hứa Chi Hằng nhìn về phía Hòa Như Phi, họ như hai con trâu chấu cùng trên một sợi dây nếu hòa yến thật sự biến thành quỷ trở về chắc chắn sẽ không bỏ qua hòa như phi như nhận ra ánh mắt của hứa chi hằng hòa như phi nhìn lại nhướng mày nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu hắn không nên quá rõ ràng tại triều đình hai người họ luôn giữ khoảng cách để tránh bị người khác phát hiện mưu kế hứa chi hằng lòng nóng như lửa đốt yến hội còn chưa kết thúc không được tự tiện rời đi đành phải cúi đầu như ngồi trên bàn trông tiếp tục bữa tiệc dài lê thế này văn tuyên đế rất vui hôm nay uống không ít hắn đăng cơ nhiều năm không quá xuất sắc về chính sự lúc mới lên ngôi còn chăm chỉ càng về sau cảm thấy mình không có tài cán gì liền lười biếng hắn không xuất sắc nhưng cũng không phải là hôn quân nhờ có thần giúp đỡ cũng không xảy ra chuyện lớn gì cho đến khi quyền lực của tứ kính phủ càng lúc càng lớn nhiều thần từ mật báo yêu cầu hắn đề phòng từ tương Văn tuyên đế biết rõ không ổn, nhưng do đã dựa vào từ kính phủ nhiều năm, đến mức không thể tìm ai thay thế được. Hơn nữa, thân phận của từ kính phủ không thấp, nếu vị đại thần này xảy ra chuyện, triều đình tất nhiên rung chuyển. Hắn tuy không có tài năng về chính trị, nhưng những việc tương tự thời tiên hoàng, hắn đã từng tận mắt chứng kiến. Nhưng con người ai cũng có tư tâm, hắn mở một con mắt nhắm một con mắt với hành động của từ kính phủ, để từ kính phủ một tay che trời, cũng động chạm không ít lợi ích của người khác. Dần dần, Văn Tuyên Đế biết rằng có người sau lưng mắng hắn là hôn quân, nhưng họ không hiểu rằng, nước quá trong thì không có cá, chỉ quốc lại khác biệt, dù là thiên tử cũng có lúc không thể tự quyết. Tiêu trọng vũ chiến bại, người ô thác dục dịch, thái tử bạo ngược vô đức. Đủ loại chuyện dối ren kéo đến, khiến hắn đau đầu. Nhưng đêm nay, hắn đã làm một việc được mọi người khen ngợi là đúng đắn. Điều này không dễ dàng, văn tuyên đế trong lòng vui sướng. Đêm nay, trong yến hội, tại Sóc Kinh, hai người trẻ tuổi tài cao cùng được ban hôn. Ban đầu, việc hôn nhân của Sở Chiêu và Từ Phinh Đình được xem như là Sở Gia trèo cao. Nhưng giờ khi việc hôn nhân của Tiêu Hoài Cẩn vừa được ban ra, liền làm cho việc hôn nhân của Sở Chiêu trở nên kém hấp dẫn. Mọi người xì xào bàn tán, hòa yến này từ đâu xuất hiện? Tiêu Trọng Vũ có con trai lớn là Tiêu Như Bích không màng đến ánh mắt của người khác mà cưới thứ nữ, con trai nhỏ tiêu hoài cần càng đặc biệt hơn, tên tuổi cũng chưa từng nghe qua, chẳng lẽ trong nhà thậm chí không có chức quan nào. Nhưng tiêu giác lại luôn rất bình tĩnh từ đầu đến cuối. Lâm song hạc ngồi bên cạnh hắn, muốn kéo tiêu giác ra một bên để hỏi rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, nhưng trước mặt bao nhiêu người cũng không tiện hỏi, đành phải kiềm chế. Nhìn về phía Yến Hạ, cũng như vậy, đã tức giận muốn tung bàn trong bữa tiệc ăn mừng này mọi người đều mang tâm tư riêng khi kết thúc các nhân vật chính đều nhẹ nhõm hỏa yến đứng dậy hạ thừa tú lo lắng hỏi hòa cô nương có cần ta giúp ngươi không nàng hiện đang bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm mọi người đều dùng ánh mắt dò xét nữ tử bình thường khó mà chịu đựng nổi không sao hỏa yến cười tạ ơn nàng ta tự đi được rồi hạ thừa tú không kiên quyết nữa đang muốn rời tiệc nghĩ đến điều gì quay đầu nhìn trầm mộ tuyết, thấy nàng mặt trắng bệch, môi không còn chút máu, như một con rối đứng bất động, không còn chút sinh khí. Nàng dừng lại một chút, cuối cùng không nói gì, đứng dậy đi tìm Yến Hạ. Thiên tử cùng các nương nương đã rời đi, Yến Hạ kéo hạ thừa tú, hùng hồ tiến về phía này, nhìn thấy lâm song hạc mà không thấy tiêu giác, tức giận nói. Tiêu hoài cần đâu, còn võ an lang đâu, bọn họ gạt ta quá khổ, ta nhất định phải đòi một lời giải thích. Hạ thừa tú kéo hắn một cái, nhắc nhở. Vũ An Hầu là nữ tử, ngươi nói chuyện chú ý chút. Ngươi từng thấy nữ tử nào chặt mấy cái đầu. Yến Hạ lớn tiếng. Ta không quan tâm họ có phải nữ tử hay không, hai người họ đùa nghịch ta đúng không? Ta sắp trở thành kẻ ngốc rồi. Hạ thừa tú. Chú ý chút, cha ở đây, nghe được thì sao? Cha của Hạ thừa tú, Hạ đại nhân, đang nhìn về phía này, Yến Hạ giật mình, ho nhẹ một tiếng, Hạ giọng nhưng mặt vẫn mang theo nộ khí, nắm chặt nắm đấm hỏi. Hai người họ đâu? Lâm song hạc xua tay. Đi rồi, đi rồi. Yến hạ không tin, chừng mắt hỏi. Lúc nào, hoàng thượng vừa đi, họ cũng đi. Lâm song hạc lắc lắc cây quạt. Họ vừa mới kết hôn, sau này là vợ chồng, ngươi là người ngoài, lẫn vào làm gì? Lâm song hạc nhìn hạ thừa tú, cười nói. Chẳng lẽ ngươi còn chưa hết hy vọng, nghĩ đến đưa hòa muội muội vào nhà mình? dù sao hòa yến thân phận đã bị lộ hắn thoải mái gọi hòa muội muội lời này làm yến hạ tức xanh mặt ngươi không nên nói bậy vừa nhìn về phía hạ thừa tú nhỏ giọng nhấn mạnh ta và võ an lang không hề quen biết vậy ngươi về sớm một chút lâm song hạc vỗ vai hắn ngày bọn họ thành thân nhất định mời ngươi đến uống rượu mừng yên tâm yên tâm nói xong hắn hừ hát một điệu dân ca nghênh ngang rời đi trong một góc sân của cung cỏ hoang mọc ôm tùm, là ngày mùa thu, hoa lá tàn úa, nơi này không có bóng người, ít ai lui tới, càng thêm lạnh lẽo cô quạnh. Ánh trăng rơi xuống mái hiên, dọi lên xương trắng đầy đình. Người phía trước dừng bước, nữ hài tử đi theo phía sau cũng dừng lại, nghi hoặc hỏi. Đây là nơi nào, biệt cung bỏ hoang, tiêu giác nói. Có người bảo vệ, sẽ không ai đến. Hoàng cung rất lớn, đây là lần đầu tiên hỏa yến tiến cung, tiêu giác thì không, hắn hiểu rõ những mật đảo trong đó. Nhìn quanh thấy không có ai, Hòa Yến thoáng yên tâm, mới nhìn hắn hỏi. Đồ đốc, chuyện này là sao? Vì sao hôm nay Hoàng thượng nói, người đã sớm báo cho hắn biết thân phận của ta? Tiêu giác lạnh nhạt nói. Ngươi không phải đã gửi một phong thư cho Triệu Thế Minh. Hỏa Yến giật mình. Làm sao ngươi biết? Hắn không trả lời, Hỏa Yến suy nghĩ thấu đáo. Tiêu giác có nhiều người tài giỏi dưới trướng, đừng nói đến trong cung, chỉ sợ chưa đến cung đã rơi vào tay tiêu giác. Tại sao ngươi viết thư mà không nói với ta? Tiêu giác hỏi. Hỏa Yến cười khổ. Ta luôn cảm thấy thân phận mình không giấu được lâu, sẽ có lúc bị người khác phát hiện, nên ta chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa, nếu bị tội khi quân, ngươi cũng sẽ bị liên lụy, đúng không? Trước khi rời nhuận đô, nàng nhờ huyện lệnh nhuận đô giao một phong thư cho bệ hạ. Sau trận chiến ở nhuận đô, quan lại sẽ ghi chép chân tướng vào sổ gấp, trình lên thiên tử. Trong sổ gấp này kẹp phong thư của nàng, sẽ tiết lộ thân phận hỏa yến. Tuy nhiên, ngoài việc tố cáo rõ ràng thân phận nữ tử của mình, trong thư còn có chữ ký của vạn dân nhuận đô. Hỏa yến dù chưa gặp văn tuyên đế, nhưng qua lời lâm song hạc, nàng biết văn tuyên đế là một vị đế vương bình thường, cũng là một đế vương mềm lòng. Đôi khi, chỉ cần không có từ kính phủ xúi dục, hắn thực sự có lòng đồng cảm và thương xót người khác. Khi tiên hoàng còn sống, một vị đại thần phạm sai lầm, vạn dân thỉnh nguyện, tiên hoàng cảm niệm công đức của vị đại thần này nên đặc xá tội chết. văn tuyên đế trong đời sùng bái nhất chính là phụ thân mình, nhiều chuyện hắn cũng cố gắng bắt trước tiên hoàng, nên khi chịu thế kiệt trình phong thư vạn dân thỉnh nguyện này, văn tuyên đế cũng sẽ do dự. hơn nữa, công lao của hòa yến là không thể phủ nhận. trận chiến ở lương châu vệ, tế dương, nhuận đô, mỗi trận thắng đều đáng khen ngợi, so với việc nữ giả nam trang thì không phải là trách nhiệm lớn. Thêm nữa, việc nữ giả nam trang không phải do nàng chủ động, mà là do tình thế bắt buộc. Công lớn hơn tội, lại là một tài năng trẻ, hơn nữa là nữ tử, phong thư thình nguyện của vạn dân sẽ trở thành yếu tố quyết định cuối cùng. Muốn giữ lòng dân, văn tuyên đế không thể hạ lệnh xử tử nàng, nếu không, tân binh ở Lương Châu Vệ sẽ nghĩ sao, bách tính thành tế dương sẽ nghĩ sao, những nữ tử được cứu ở nhuận đô sẽ nghĩ sao. Hỏa Yến tự nhận mình đã cân nhắc kỹ lưỡng, cố gắng thuyết phục Triệu Thế Kiệt, nhưng không ngờ, tiêu giác lại chặn đứng kế hoạch của nàng. Thư của ngươi bị ta ngăn lại. Hắn nói. Hỏa Yến nhìn chằm chằm hắn. Ngươi nghĩ rất hay, nhưng không phải là hoàn hảo. Ngươi có thể toàn thân trở ra, nhưng cũng có thể mất mạng. Chỉ cần có một khả năng nhỏ, hắn cũng không để Hỏa Yến mạo hiểm. Nhưng đô đốc, ngươi cũng đã bại lộ thân phận ta sao? Hỏa Yến không hiểu ngươi làm sao thuyết phục bệ hạ nàng không biết tiêu giác đã thay thế nàng trình sổ con từ đầu đã gắn kết hai người họ lại những gì phạm thành gì bất đắc dĩ đều không có mọi thứ đều là tiêu giác vì tư dục cá nhân đưa hỏa yến vào quân doanh nếu như bị coi là tội khi quân hắn muốn cả hai cùng chịu tội nhưng với việc người ô thác đang dòm ngó hiện tại văn tuyên đế không thể đảm đương nổi hậu quả nếu không có tiêu giác bảo vệ đại ngụy nên văn tuyên đế sẽ không chỉ tội dù muốn chỉ tội, tiêu giác cũng sẽ một mình gánh chịu. Tất nhiên, hắn nói chuyện này một cách xúc động, sổ gấp như một câu chuyện tình yêu truyền miệng, dễ dàng đánh động trái tim lãng mạn của văn tuyên đế. Sau đó, hắn lén lút báo tin này cho từ kính phủ. Nếu nói về việc hôn nhân của tiêu giác, ngoài tiêu cảnh phu phụ, người quan tâm nhất chính là từ kính phủ. Toàn bộ sóc kinh đều biết, Trầm Mộ kết là người có khả năng nhất gả cho tiêu giác. Nếu Trầm Gia và Tiêu Gia thành thông gia, Trầm ngự xử sẽ hoàn toàn đứng về phía Tiêu Giác, điều này khiến Từ Kính Phủ vô cùng lo lắng. Dù không phải Trầm một viết, chỉ cần là nữ nhi quan chức trong kinh thành có thể giúp tăng thế lực của Tiêu Giác, Từ Kính Phủ cũng không vui. Lần này, Hỏa Yến đột nhiên xuất hiện, Từ Kính Phủ phái người điều tra, phát hiện nàng chỉ là con gái của một giáo ý thành môn, quả thực coi đây là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Vì vậy, hắn không những không ngăn cản, mà còn dốc toàn lực thúc đẩy việc hôn nhân giữa Tiêu Giác và Hỏa Yến tiêu giác cưới hỏa yến, một nữ nhân hoàn toàn không giúp ích gì cho con đường quan lộ của hắn, đối với từ kính phủ mà nói, là niềm vui. Vì thế mà có màn tiệc ăn mừng hôm nay. Tiêu giác chỉ nói những điểm chính, hỏa yến nghe xong, trầm mặc thật lâu. Không ngờ sự việc lại rắc rối đến vậy. Nàng viết lá thư này, mục tiêu không chỉ để mình thoát khỏi tội danh trí tử, mà còn để không liên lụy tiêu giác, phân rõ khoảng cách với hắn. Nhưng không ngờ, cuối cùng lại vướng vào một mối hôn sự dù có lúc, khi hắn nói ra ba chữ, ý trung nhân, nàng thực sự rung động, hận không thể ngưng động thời gian. Nhưng mộng rồi cũng phải tỉnh, nàng có việc nhất định phải làm, không thể vì tiêu giác mềm lòng, vì che chở nàng, mà để hắn phí phạm cuộc đời quý giá. Cuộc đời hắn nên như mặt trăng sáng tỏ trên trời, sạch sẽ, sáng sủa, vĩnh viễn không bị vấy bẩn bởi đen tối và bùn lầy. Chỉ cần được chiếu rọi là đủ, nàng không hy vọng gì hơn. Đồ đốc, Hỏa Yến hít sâu, ngẩng đầu nhìn hắn. Thực ra ngươi không cần vì giúp ta mà để bệ hạ tứ hôn. Cố gắng duy trì một cuộc hôn nhân giả dối, đối với ngươi mà nói, quá không công bằng. Không phải giả. Tiêu giác cắt lời nàng. Hỏa Yến sững sờ. Ngươi nói gì, lời nói trong điện, không phải giả. Giọng thanh niên ôn hòa, lông mi rủ xuống, trong mắt đen, gợn sóng nhẹ nhẹ, dịu dàng không tưởng. Trong đêm lạnh cuối mùa thu, đình viện sâu thẳng, ngân hà yên tĩnh, ánh trăng leo lên màn trướng, đêm không ngăn được ánh mắt sắc bén động lòng người. Hắn hỏi, Ngươi có thích mặt trăng không? Hỏa yến sướng sờ đáp, Thích. Sau đó, trong tay nàng bị nhét vào một vật lạnh buốt, hỏa yến cúi đầu nhìn, đó là khối hắc ngọc bảo vật gia truyền của tiêu gia mà nàng từng cướp đi khi say rượu, cự mãng sinh động như thật nằm trong lòng bàn tay. Hiện tại, 02, mặt 02, trăng là của ngươi. Cho đến khi lên xe ngựa rời khỏi cung, hỏa yến vẫn còn hơi hoảng hốt phi nô là người thành thật lặng lẽ đánh xe ngựa chàng trai ngồi bên cạnh cô ngọc bội trong tay vốn lạnh buốt giờ bị nắm chặt như cũng nóng lên tiêu giác nhìn tay nàng nhướng mày nói ngươi định bóp nát nó sao hỏa yến có sức mạnh đó là do ngày nào cũng luyện tập ném tạ đá trên sân võ tay không bóp nát hạch đào là chuyện đùa nhưng không phải là không thể bóp nát khối ngọc này nàng ngơ ngác một chút vô thức mở tay ra không biết làm thế nào. Đây là ngọc song sắc thái hậu ban thường, một khối cho tiêu cảnh, một khối cho tiêu giác, nghe nói là bảo vật gia truyền của nhà họ tiêu. Lâm song hạc kề, ngọc bội đó tiêu giác luôn mang bên mình. Nàng từng say rượu ở lương châu vệ và cướp lấy một lần, biết đó là vật quý hiếm, rồi trả lại cho tiêu giác, không ngờ qua lại mãi, đến giờ lại nằm trong tay nàng. Hỏa Yến chưa từng nhận qua lễ vật quý trọng như vậy, chần chừ một chút, nói. Đồ đốc, cái này cho ta, không quá hợp lý à. Tiêu giác nhận lấy khối ngọc đen hình rắn trong tay nàng, cúi đầu tháo chiếc túi bên hông hỏa yến xuống, thay vào đó là khối ngọc đen này. Động tác của hắn nhẹ nhàng, thần sắc cẩn thận, ngữ khí dịu dàng. Đại ca đã tặng khối đó cho đại tẩu, ngươi và ta đã có hôn ước, nên tặng ngươi. Hôn ước, hỏa yến mặt đỏ bừng, khi ở trong căn phòng bỏ hoang đó, tiêu giác nói chuyện với nàng, thực sự không có cách nào nghĩ lại. Nếu nhớ lại, cảm giác như không lâu sau bữa cơm tất nhiên lần đầu tiên vụng trộm nhìn thấy pháo hoa. Oanh! Một tiếng bay lên trời, trên không trung hóa thành vô số ánh sáng rực rỡ, mặc dù ban đêm nằm trên giường cũng khó ngủ, luôn nhớ đến khoảnh khắc kinh ngạc đó. Cố gắng không nghĩ thêm, Hòa Yến hỏi. Chúng ta bây giờ về tiêu phủ sao? Nghe chữ. Về. Tiêu giác không thay đổi sắc mặt, nhếch môi, nói. Về nhà ngươi, nhà ta, ngươi là nữ tử. Tiêu giác nhấn mạnh. Trước đây ở tiêu phủ không ai biết, nhưng hôm nay xuất hiện, chắc chắn có người cha ra hỏa ra. Nếu ngươi ở tại quý phủ của ta, sẽ bị người đời đàm tiếu. Hắn không để ý người khác nghĩ gì, nhưng hòa yến không được, hòa ti và hòa vân sinh cũng không được. Thời nay nam nữ không quá khắt khe như thời trước, nhưng chưa xuất giá mà ở tại quý phủ của nam nhân khác, nói ra cũng không tốt cho hòa yến. Đúng vậy. Hòa yến gật đầu, nghĩ đến việc phải về lại hòa gia, lại thấy đau đầu. Hòa Vân Sinh dặn dò nhiều lần rằng nàng nên từ quan ngay lập tức, bây giờ không những không từ quan, mà còn được phong tước. May là không cần lo lắng về việc bị phát hiện thân phận nữ tử, nhưng với Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh, chắc chắn sẽ rất chấn động. Không cần lo lắng. Như nhìn ra nỗi lo trong lòng nàng, tiêu giáp nhắc nhở. Trong tiệc mừng đã có người chạy đến Hòa ra chúc mừng. Phụ thân ngươi và đệ đệ, chắc đã biết rồi. Hòa Yến an tâm hòa tuy và hòa vân sinh thực sự đã biết rồi trước đây không lâu hòa vân sinh còn đang đọc sách trong phòng hòa tuy từ nhà chủ cũ trở về đánh nước tắm rửa thanh mai vừa thay y phục cho hai người họ chỉ nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa con đường họ ở cũng chỉ có vài nhà buôn bán nhỏ không phải người giàu có đã trễ thế này nhà nào cũng đã đóng cửa thanh mai dù sao cũng là cô nương hòa tuy cầm đèn đi mở cửa hòa vân sinh lo lắng có việc cũng khép sách lại mặc áo ngoài đi theo phụ thân. Ai ngờ cửa vừa mở ra, bên ngoài là một đoàn người, đều ăn mặc như người trong cung. Hòa vân sinh trong lòng. Lộp bộp. Một cái, chỉ lo lắng Hỏa Yến đã gặp chuyện gì. Trước quan. Võ An Lang. Của nàng tuy nhẹ nhàng, nhưng không phải là kế lâu dài, một khi sự việc bại lộ, chỉ sợ gặp nạn. Hòa tuy cũng không hiểu chuyện gì, Hòa vân sinh sợ hắn lo lắng, chưa bao giờ kể với phụ thân về việc Hỏa Yến thăng quan. Hòa tuy chỉ nghĩ liệu có phải người nhà họ phạm lại đến gây sự, liền hỏi. Quan gia, đây là... Chúc mừng hòa lão gia, chúc mừng hòa lão gia. Người đứng đầu trong đoàn thị nhân vui mừng hớn hở, phân phó người mang cái dương sau lưng vào trong sân. Hòa lão gia nuôi con gái tốt, hòa đại tiểu thư không thua đấng mày dâu, trước đây trong trận thủy chiến ở Tế Dương và trận giữ thành nhuận đô lập được chiến công, bệ hạ phong hòa đại tiểu thư là Vũ An Hầu, còn ban thưởng hôn nhân, nghĩ rằng không lâu nữa phong vân tướng quân sẽ đến chúng tôi tới báo tin vui trước hòa vân sinh hít sâu một hơi con đường này không rộng lắm ban đêm nhà ai đánh nhau vợ chồng đều có thể nghe rõ những thị nhân này lại có trận thế lớn láng giềng đã sớm nghe thấy động tính có người trốn trong nhà nhìn qua khe cửa có người mở toang cửa xem náo nhiệt không chê chuyện lớn giờ phút này thị nhân lốp bốp nói một trận đám người không hiểu rõ lắm nhưng cũng biết một chuyện đại cô nương nhà hòa gia không chết, không những không chết, mà còn được phong quan, tứ hôn. Hòa tuy chỉ biết Hòa Yến đã về tới kinh thành, vì thân phận không tiện, tạm thời ở nhờ nhà bạn bè, hắn còn tưởng Hòa Yến là đào binh, không dám lộ ra. Bây giờ từng chuyện từng chuyện một, đều không ngờ tới, nhất thời không biết hỏi từ đâu. Nhưng Hòa Vân sinh đầu óc linh hoạt, vừa nghe thị nhân nói. Nữ nhi. Liền biết thân phận nữ tử của Hòa Yến không giấu được, nhưng những người này lại nói bệ hạ ngợi khen, đây là không định truy cứu tội khi quân của Hòa Yến. Điều này chắc chắn khiến người kinh ngạc, nhưng lúc này Hòa Vân Sinh còn chưa kịp vui mừng về chuyện này, chỉ vội hỏi. Quan gia, ngài nói tỷ tỷ của ta được ban hôn, xin hỏi được gả cho nhà ai? Hòa tuy lúc này cũng lấy lại tinh thần, cái gì võ an lang vũ an hầu, đều không phải là quan trọng nhất, sao nữ nhi về nhà một lần liền cho phép người ta gả. Hắn làm cha còn chưa lên tiếng, sao có thể tùy tiện tìm người không biết gả. Nghe nói bánh từ trên trời rơi xuống, nhưng chưa từng nghe trên trời rơi con rể. Hòa lão ra không cần lo lắng, tạp ra nói, phòng vân tướng quân sẽ đến ngay. Nội thị ôm tay, mặt cười tươi. Ngươi nói, hòa vân sinh không thể tin. Phòng vân tướng quân, đúng vậy. Đúng lúc này, cách đó không xa nghe thấy tiếng xe ngựa phi nhanh, đám người hướng cuối con đường nhìn lại, thấy một cỗ xe ngựa hoa lệ từ trong bóng đêm lao tới người đánh ngựa là một thị vệ cao lớn, nhìn lên đã khác biệt với các thị vệ thông thường, chỉ nhìn một cách đơn giản đã thấy anh Tuấn hơn. Nội thị cười tùm tìm nói. Đây không phải đã đến rồi sao? Xe ngựa dừng lại trước cửa nhà hòa ra, hàng xóm lúc này toàn bộ đều thức dậy, hơn nửa đêm không mặc y phục từ trong chăn đứng lên nhìn quý nhân. Chỉ thấy từ trên xe ngựa bước xuống một đôi nam nữ, nữ chính là Hòa Yến. Ở trên con phố này lớn lên, láng giềng cũng nhìn thấy Hòa Yến lớn lên. Hôm nay nàng mặc nam trang, tóc lại tùy ý dối tung, trên mặt rửa sạch ngụy trang, trông sạch sẽ, thật xinh đẹp, lại thêm vài phần khí khái hào hùng mà trước đây không thấy. Có chàng trai trẻ nhìn ngẩn ngơ, nghĩ thầm trước đây đại tiểu thư hòa ra xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng không thấy xinh đẹp đến mức này, bây giờ lại có chút chói mắt. Còn người vịn nàng xuống xe ngựa, đứng bên cạnh nàng, là chàng trai trẻ khiến cho các cô nương và thiếu phụ trên con đường này đều đỏ mặt. Người trẻ tuổi kia cũng mặc quan phục, phong thần tuấn lãng, trông như quý nhân trong cung, ở nơi xó xình này, thực sự giống như là phát sáng như đá quý. Nội thị thấy tiêu giác, bước lên hành lễ. Tiêu đô đốc, vũ an hầu hữu lễ. Không biết là vị láng giềng nào thiếu thông minh hô lên. Tiêu đô đốc, đây chính là con rẻ hòa gia, tiêu đô đốc. Tiêu đô đốc, thật đúng là vị phong vân tướng quân đó. Ở đâu, ở đâu, ta cũng muốn nhìn, ta cũng muốn nhìn. Hòa yến, tiêu giác ở đây, nghiêm trang như một sinh vật quý hiếm, ai cũng muốn ngắm nhìn một lần. Nội thị cũng cười. Đồ đốc, tạp xa đã đưa lời đến, giờ sẽ hồi cung. Vừa nhìn về phía hòa tuy còn chưa tỉnh hồn từ cú sốc lớn, trong lòng có chút ghét bỏ, sao lại chọn gia đình này, nhìn nhạc phụ này chỉ là một vũ phu thô lỗ, đến ban sai người tới cũng không biết mời vào phòng uống chén trà, thực sự là nhà quê. Sau một khắc, Phi Nô tự giác tiến lên, miệng nói khổ cực, hôm nay mỗi nội thị một người nhận được một góc bạc vụn, Người đứng đầu nội thị cân nhắc túi tiền nặng chiễu trong lòng hài lòng, thôi, mặc dù nhà quê không hiểu chuyện, nhưng con rể hào phóng lại cực kỳ chu đáo, đợi hồi cung sẽ thêm vài lời hữu ích trước thánh thượng a. Lúc này, Hòa tuy rốt cục lấy lại tinh thần, dẫn Tiêu Giác và đoàn người vào nhà, Hòa Vân Sinh đẩy đám láng giềng muốn vào nhà tiếp tục ngắm Tiêu Giác ra ngoài. Hôm nay quá muộn, ngày khác, ngày khác, bá lương thuốc thầm này khác trở lại. Trở về nghỉ đi a. À. Nói rồi, Dùng sức đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới chạy nhanh vào nhà chính. Trong phòng tất cả đèn đều thắp lên, chỉ có đèn trong phòng Hòa Vân sinh ban đêm muốn đọc sách là có nhiều dầu hơn chút, phòng khác tổng cộng chỉ có ba cái đèn, một cái còn không có dầu. Thanh Mai kiểm tra toàn bộ, tìm nửa ngày mới tìm được một chút lá trà nát, vội vàng pha, đưa cho tiêu giác. Hòa tuy hiện tại còn cảm giác như mình đang nằm mơ. Hắn nhìn về phía Hòa Yến. Yến Yến à? Lại nói không nên lời. Vân Sinh, ngươi chưa nói cho cha sao? Hòa Yến ngạc nhiên hỏi. Hòa Vân Sinh không nhịn được nói. Nếu ta nói cho cha, hắn làm sao có thể an tâm ở nhà nhiều ngày như vậy, đã sớm tự mình tới tìm ngươi. Hừm, vậy mà không nói, Hòa Yến hơi lung túng, cái này muốn nói thế nào, nàng biết mình ở Tế Dương và Nhuận Đô làm những việc kia, nếu Hòa tuy biết, chỉ sợ không thể tiếp nhận, mới đem khoai lang bỏng tay này ném cho Hòa Vân Sinh. Bây giờ Hòa Vân Sinh đều không ở phía trước làm nền, nàng cái này phía sau lời nói đều có chút không dám nói. Tiêu giác liếc nhìn hắn. Để ta nói. Hai nam nhân nhà hòa gia cùng nhau chấn động, nhà hòa gia bây giờ nhờ khoản tiền hòa yến cho lúc trước, cũng không đến mức mưa ruột gì nước, trông cũng có dáng vẻ một căn phòng nghiêm chỉnh nhưng vẫn không thoát khỏi hai chữ đơn sơ. Hòa yến thì không sao, vì nàng lớn lên trong căn phòng này, nhưng tiêu giác ngồi ở đây, thật sự không hợp nhau, hòa tuy cảm thấy ghế mây thô giáp trong nhà mình không mài sạch, làm bẩn áo bào tinh xảo của vị thiếu gia này. May mà vị thiếu gia này không có ý kiến gì với nhà họ sơ sài, cũng không ghét bỏ lá trà cặn bã ngâm nhạt trà của họ, trên mặt không có thần sắc khó chịu, bình tĩnh kể lại việc Hòa Yến nhập ngũ đến Lương Châu, rồi trở thành Vũ An Hầu, võ An Lang ra sao. Hòa tuy nghe mà kinh hồn bạt vía, nhiều lần nâng chung trà lên uống để tự chân an. Hòa Yến nghĩ thầm, thật ra không cần kể cận kẽ như thế. Đợi Tiêu Giác kể xong. Hòa Vân Sinh và Hòa tuy mới hiểu, Hòa Yến chó ngắp phải rồi, bây giờ trở thành nữ hầu gia đầu tiên của đại ngụy từ khi khai quốc. Nhưng mà... Hòa tuy cảm thấy có chỗ nào không đúng, hôm nay nhận tin bất ngờ cái này tiếp cái kia, hắn vẫn chưa thể tiếp nhận, nghĩ một lát cũng không ra. Đành phải nhìn Hòa Yến, rồi lại nhìn tiêu giác. Nhà ai con gái như nhà mình, đi ra ngoài một chuyến, giết người, lập công, làm quan, còn mang về một nam nhân. Trước kia Hòa Yến mê Phạm Thành, Hòa tuy không ưa Phạm Thành, một công tử chỉ biết dựa vào gia thế, xem ra không phải là người an phận. Con gái mình từ nhỏ được nuông chiều, đến nhà Phạm, sợ rằng sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Mặc dù Phạm Thành căn bản cũng không định cưới Hòa Yến làm chính thê. Về sau Hòa Yến vì Phạm Thành suýt mất mạng, tỉnh lại dần dần quên đi Phạm Thành, Hòa tuy mừng trong lòng không thôi, chỉ nghĩ qua mấy ngày này, gọi bà mối tìm người trẻ tuổi phù hợp ở Yến Kinh Thành. Về sau nữa, Hòa Yến rời sóc kinh đầu nhập quân, Hòa Tuy đã chuẩn bị cho Hòa Yến không lấy chồng, hoặc chiêu rể như mình, không ngờ lúc này ngược lại tốt, không cho hắn làm cha một điểm phát huy chỗ trống, trực tiếp để đương kim hoàng thượng ban hôn. Đây chính là hoàng thượng, cũng may không phải là vớ va vớ vẩn, Hòa Tuy lén nhìn Tiêu Giác, a. À, lúc trước chỉ gặp xa xa, lần đầu tiên quan sát gần như vậy, không đề cập những thứ khác, đứa nhỏ này cha mẹ sinh sao mà không thể bắt bẻ. Hòa tuy nghĩ đi nghĩ lại nhìn Hòa Vân Sinh, lập tức thất vọng rời mắt, ai, thực sự là người so người tức chết người. Hòa Vân Sinh không hiểu gì, Hòa Yến thấy Hòa tuy nhìn chầm chầm tiêu giác, sợ phụ thân hỏi ra vấn đề khó trả lời, vội nói. Hôm nay quá muộn, có chuyện gì ngày khác nói. Nàng quay đầu nói với tiêu giác. Tiêu đại công tử và tiêu đại nãi nãi đã về phủ, chắc có nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi về giải thích một phen, trời cũng sắp sáng nàng liếc mắt ra hiệu cho tiêu giác. Đi thôi. Hòa tuy còn muốn hỏi. Yến Yến, cha còn có vấn đề. Có vấn đề ta sẽ trả lời. Hòa Yến vội vã, một tay kéo tiêu giác từ trên ghế lên, kéo hắn ra ngoài. Tiêu giác không dãy ruộng, còn quay đầu nói với Hòa tuy. Bá phụ, ván bối ngày khác trở lại bái phòng. Hòa tuy bị một tiếng. Bá phụ. Làm chấn động không nhẹ, chưa kịp phản ứng, tiêu giác đã bị Hòa Yến kéo đi. Vừa nãy hắn gọi ta là gì? Lão phụ thân đứng trong phòng, hỏi đứa con. Không bằng người. Của mình, Hòa Vân Sinh khinh bị nói. Dù sao không phải cha. Trước đây, khi tiêu giác tặng ngựa ở trường đua, Hòa tuy còn mắng hắn không tiền đồ, giờ nhìn lại bản thân, một tiếng. Bá phụ. Liền khiến hắn trời đất quay cuồng. Hắn quả nhiên là thân sinh. Tiêu giác bị Hòa Yến kéo ra cửa, đám láng giềng xem náo nhiệt cũng đã tản đi, dù sao cũng là cuối mùa thu đêm, dù có hiếu kỳ đến mức nào muốn ngắm nhìn. Phong vân tướng quân Trong truyền thuyết, cũng không thể ngồi xồm góc tường trong gió rét nửa đêm. Trên đường phố không có ai, tiêu giác để nàng kéo, không dãy rụa, đợi ra cửa, hỏa yến thăm dò bốn phía, xác nhận an toàn mới thả tay. Tiêu giác dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, nhắc nhở. Người hành động như vậy, Trong ta giống như nhận không ra người. Hỏa yến lấy lại tinh thần, ngượng ngập cười vài tiếng người trên đường thích xem náo nhiệt đồ đốc người chắc cũng không thích bị người nhìn chằm chằm nha tiêu giác không ghét hỏa yến thầm nghĩ có quỷ mới tin người này thường ngày độc lai like, độc vãng giờ nói không ghét nam nhân nói dối nàng quay đầu nhìn thoáng qua đại môn hòa vân sinh và hòa tuy không đuổi theo thanh mai nhu thuận lúc này cũng không có động tĩnh hỏa yến nhẹ nhàng thở ra mang tiêu giác trở về cảm thấy có gì đó lạ chủ yếu là thánh chỉ của văn tuyên đế quá đột ngột Hỏa Yến cũng không chuẩn bị sẵn sàng. Nàng đầy tiêu giác ra, biết muốn cùng tiêu giác cáo biệt, nhưng không biết nói gì. Rõ ràng ở Lương Châu Vệ, ở Tế Dương, ở Trung rất tự tại, sao đến Sóc Kinh, đến lúc này, một chữ cũng không nói được. Dù gì cũng lăn lộn trong quân doanh vài năm, mồm mép cũng không tệ, giờ lại chỉ có thể nói hai chữ. Đi tốt. Tiêu giác bật cười, Hỏa Yến hỏi. Ngươi cười gì? Hắn hơi xoay người, ánh mắt cùng Hỏa Yến cân bằng, Còng môi, mang vài phần nghiêm túc trêu chọc nói. Hòa đại tiểu thư, gạt người cũng kém đi rồi. Thật muốn mệnh, hỏa yên nói ấp úng. Ta đâu có lừa ngươi. Tiêu giác đứng thẳng người, vớt đầu nàng. Nơi này gió lớn, ngươi về đi. Hỏa yến nhẹ gật đầu, lại ngước nhìn hắn, không hiểu tại sao, có chút không muốn. Có lẽ từ lúc nhập ngũ đến nay, cùng tiêu giác ở cùng nhiều thời gian, giờ trở lại sóc kinh, đã khôi phục thân phận nữ tử, không còn như trước vô tư ở cùng tiêu giác nữa càng không thể qua đêm cùng nhau như biết nàng đang nghĩ gì tiêu giác nói đừng lo ta sẽ đến thăm người hỏa yến mặt đỏ vô thức trả lời ân ta cũng sẽ thăm người lời vừa ra khỏi miệng mới biết mình nói gì hận không thể đánh cho bất tỉnh tốt nhất qua được đối thoại xấu hổ này hiểu rằng tiếp nữa không biết sẽ náo ra cái gì hỏa yến xoay người ta đi đây đô đốc ngày khác gặp nàng vào phòng đóng cửa lại Tiêu giáp đứng ở cửa, nhìn cửa phòng đóng chặt, một lát sau, hắn mới đi về hướng góc rẽ nơi đậu xe ngựa, phi nô thuần thục kéo dây cương, xe ngựa rời khỏi hẻm nhỏ. Trong phòng thẩm vẫn còn chưa kết thúc, mới có ngoại nhân, Thanh Mai không dám nói gì, giờ phút này không có ai khác trong phòng, Thanh Mai ôm nàng khóc. Ô, ô, ô cô nương, thật tốt quá, ngài còn sống, nô tỳ tưởng rằng sẽ không còn gặp lại cô nương. Ô, ô, ô sao ngài gầy nhiều vậy, có phải chịu khổ bên ngoài không? nhất định là nhà đầu này cũng nảy nở không ít duyên dáng yêu kiều như một đóa hoa đang nở nhưng cái tính cách khóc bao này vẫn không thay đổi hòa yến giờ khóc giờ cười khó khăn mới an ủi được nàng không đợi hòa tuy mở miệng hòa yến nói ngay cha hôm nay con mệt mỏi rất buồn ngủ con có thể rửa mặt rồi ngủ mai lại giải thích với cha hòa tuy thương yêu nhất con gái này hòa yến muốn trên trời hái sao cũng có thể nghe nàng nói mệt đau lòng ghê gớm đã sớm quên hết mọi nghi ngờ, nói. Tốt tốt, Yến Yến ngủ trước, có chuyện gì chờ mai nói. Hỏa Yến nhẹ nhàng thở ra, nàng từng bước từng bước giải đáp vấn đề, chỉ sợ hôm nay cũng không cần ngủ. Lại nói, giải đáp thế nào, nàng còn chưa nghĩ ra, còn được một đêm để suy nghĩ. Khó khăn dỗ thanh mai nín khóc mỉm cười, hòa tuy thúc giục, hòa yến đơn giản rửa mặt trong sân, vừa vào phòng, đã thấy tiểu thiếu gia nhà hòa đang ngồi trên ghế, một bộ dáng tra hỏi. Hỏa Yến đóng cửa lại. Vân Sinh, ngươi muốn bắt chuột trong phòng ta sao? Hỏa Vân Sinh mặt lạnh lùng. Ta không dễ gạt như cha, Hỏa Yến, ngươi nói rõ, vô duyên vô cớ, ngươi sao lại đem mình gả? Ngữ khí này, hắn không giống em trai, giống như đại ca. Đừng nói nhảm, là bè hạ muốn ta gả. Hỏa Yến đi đến sập bên cạnh ngồi xuống, mặc dù giường hòa ra cứng, nhưng đệm giường của nàng được thanh mai trải mềm. Hỏa Vân Sinh cười lạnh. Ngươi lúc trước nói ở nhà bạn bè, chẳng lẽ là quý phủ của phong vân tướng quân? Hòa Yến, con lớn, không dễ lừa. Hòa Vân sinh giận dữ. Hòa Yến, ta ở quý phủ hắn lúc đó, cũng không biết sẽ bị tứ hôn. Hòa Yến cô chân an tiểu thiếu gia nóng nảy này. Hơn nữa chúng ta không ở chung một phòng, có quan hệ gì? Ngươi là nữ tử, Vân sinh, ta trước đây nhập ngũ, ngươi biết không? Ở Lương Châu Vệ, ta cùng các huynh đệ cũng ở giường chung, một cái giường mười mấy người. Nam nữ hiếu biệt với ta mà nói, quá làm kiêu, cũng không làm được. Hòa vân sinh tức muốn thổ huyết, nhà khác tìm muội đều tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, không phải hòa vân sinh cổ hủ, nếu người khác thì thôi, hết lần này tới lần khác là tiêu giác. Người đó xuất sắc như vậy, nói thẳng, ai cũng thấy nhà hòa ra được lợi. Hòa yến nghĩ đơn giản, nếu tiêu giác hoặc người tiêu ra xem nhẹ nàng thì sao? thế đạo này đối với phụ nữ vốn dĩ gian nan, nhân ngôn đáng sợ, nhưng nhìn Hòa Yến trước mặt chẳng hề để ý ngáp dài, Hòa Vân sinh tâm lại mềm nhũn ra. Thôi, có thể còn sống trở về đã là tốt, nghe tiêu giác kể, Hòa Yến tham gia mỗi cuộc chiến đều nguy hiểm, chịu nhiều khổ, cần gì so đo cái khác. Tuy nhiên, thiếu niên vẫn rất để ý một chuyện khác. Hắn hỏi, đã là tứ hôn, phong vân tướng quân đó, có thích người không? Hỏa Yến bối rối hiện lên trong đầu hình ảnh Tiêu Giác nói chuyện trong cung lúc trước. Không phải giả, những lời hắn nói trên điện không phải giả, đó chính là. Ý trung nhân, thật, nàng cúi đầu nhìn khối ngọc bội bên hông, trên ngọc bội con mãng xà nguy hiểm nhưng dịu dàng ngoan ngoãn, chiếm cứ trong mây mù như một giấc mộng đẹp. Mặt trăng là của ngươi? Qua lâu như vậy, câu nói này nghe vẫn khiến người tâm động. Chỉ là, Hỏa Yến bỗng nhiên mở to mắt, Tiêu Giác làm sao biết, hắn chính là Mặt trăng đã ghé thăm kênh Chúng Hô Lích trong Linh Ba, oanh động. Lúc hỏa yến trần trọc không ngủ được vì những nghi ngờ của mình, tiêu giác đã quay về tiêu gia và ngay khi quay đầu lại, anh đã chạm mặt với vợ chồng tiêu cảnh đang đứng canh trước cửa chờ hỏi chuyện. Bạch mộ vi thậm chí chưa kịp thay quần áo, cùng tiêu giác ngồi ngay trong sảnh, chờ đợi khó khăn đến khi tiêu giác trở về. Tiêu cảnh vội vã hỏi. Hoài cẩn, chuyện này là sao? Hòa cô nương, làm sao lại là cô nương? Tiêu Gia lúc này thực sự đang trong tình trạng hỗn loạn. Tại yến tiệc, việc phát hiện ra tiểu công tử nhà họ là con gái đã đủ gây kinh ngạc. Hoàng đế lại thuận thế ban hôn, dù gia đình họ có rộng lượng thế nào cũng không thể ngay lập tức chấp nhận việc bản thân của Tiêu Giác biến thành vợ anh. Điều duy nhất có thể chắc chắn là Tiêu Giác thực sự thích hòa cô nương. Nếu không, anh đã không thể nói ra những lời gây chấn động ngay trước mặt các quan văn võ bá quan. Bây giờ nghĩ lại, mọi sự kiện như việc anh muốn hỏa yến ở trong viện của mình luôn âm thầm bảo vệ đều được giải thích rõ ràng những lời mà tiêu giác vừa mới giải thích cho hòa tuy ở nhà hòa giờ phải giải thích cho tiêu cảnh may mắn thay vì là người nhà nên tiêu giác không cần nói quá chi tiết chỉ nói qua loa để vợ chồng tiêu cảnh có thể hiểu được tiêu cảnh và bạch mộ vi miễn cưỡng hiểu cả hai nhìn nhau bạch mộ vi thăm dò hỏi hoài cẩn đệ thực sự thích hòa cô nương sao Tiêu giác lạnh nhạt đáp. Nếu là giả, liệu tiêu gia có thể kháng chỉ không? Bạch mộ vi bị chặn đến mức á khẩu không trả lời được, điều này tất nhiên là không thể. Anh nhếch môi cười. Nếu là giả, cũng sẽ không có cuộc hôn nhân này. Mọi người sướng sờ, thầm nghĩ rằng tiêu giác trông có vẻ thờ ơ với triều đình, nhưng thực ra anh không thiếu những thủ đoạn và quan hệ. Cuộc hôn nhân này chính là do anh thêm dầu vào lửa để đạt mục tiêu, nếu không thích hỏa yến, anh sẽ không làm như vậy, dù cho văn tuyên đế có ý định này, anh cũng có thể tìm cách khác để phá rối. Nhưng mà... Bạch mộ vi oán giận. Đệ là đứa nhỏ này, vui vẻ trong lòng thì được rồi, sao lại trực tiếp đưa cô nương về nhà? Dù ta và đại ca của đệ không có gì, nhưng người ngoài nếu biết, khó tránh khỏi nói linh tinh, ảnh hưởng đến danh dự của hòa cô nương. Trước đây thân phận cô ấy không rõ, tùy tiện đưa về nhà không ổn, đưa về phủ cũng không ai biết. Tiêu giáp nói. Sau này sẽ không vậy nữa lúc này hai vợ chồng mới thở phào nhẹ nhõm. Trước đây luôn lo lắng rằng với tính cách của tiêu giác, anh sẽ không có ý định lấy vợ, giờ thì hiểu rằng anh thích một cô nương, đó là chuyện tốt. Nhưng cũng lo rằng anh còn trẻ, dễ bị cảm xúc nhất thời chi phối, gây sai lầm thì hỏng hết. Lúc này thấy anh biết rõ giới hạn, hai người mới thoáng yên tâm. Hòa cô nương đó là người ở đâu? Hiện đang ở đâu? Trong nhà còn ai không? Bạch Ngộ Vi hỏi. Lâm gia thiếu gia khi đi có nhắc qua, nói rằng phụ thân của hòa cô nương là giáo úy, từng kết thông gia, cha mẹ đều đã mất, ta và đại ca của đệ nên tới nhà bái phòng cho phải phép. Không thể để người ta cảm thấy chúng ta không biết lễ nghi. Đúng vậy, tiêu cảnh cũng nói, nên đi gặp hòa lão ra để bàn bạc kỹ về hôn sự. Còn xính lễ của đệ, bây giờ cũng phải chuẩn bị dần. Cuộc hôn nhân này đến quá đột ngột, trong nhà không kịp chuẩn bị gì. Những năm nay hoàng thượng ban thưởng không ít, chỉ là tiêu giác lười quản lý, nên bạch mộ vi đều cất giữ kỹ trong kho, tưởng rằng sẽ không dùng đến trong vài năm, không ngờ lại có chuyện bất ngờ như vậy. Vợ chồng họ từ đầu đến cuối đều không quan tâm đến gia thế của Hòa Yến. Dù có hỏi thăm về Hòa Gia Yến, cũng chỉ để tìm hiểu tình hình mà thôi. Các trưởng bối đã qua đời, huynh trưởng là cha, trường tàu là mẹ, tiêu cảnh và bạch mộ vi vốn không phải là người tham vọng hư vinh, năm đó tiêu cảnh cưới bạch mộ vi, sau kinh trong thành đầy lời đồn đại, thân thích tiêu ra cực lực phản đối nhưng cuối cùng, Bạch Mộ Vi vẫn trở thành đại nãi nãi của tiêu gia. Vì vậy, với họ Yến, họ cho rằng chỉ cần gia đình trong sạch, phẩm hạnh tốt là đủ. Hòa cô nương bình thường thích gì? Có việc để làm, Bạch Mộ Vi cảm thấy trách nhiệm nặng nề trên vai. Tiêu gia nhân khẩu đơn giản, quản lý dễ dàng, nàng và tiêu cảnh thường không có tranh chấp gì, giờ việc hôn nhân của tiêu giác đã có kết quả, nàng cảm thấy phải xử lý thật tốt ngày mai ta đi mua chút vải lụa đẹp mắt về, thế nào? Lại mua chút đồ trang sức, cũng không thể quá quý giá, để không lộ ra thiếu tôn trọng. Hòa lão ra bao nhiêu tuổi, đã làm giáo ý, chắc thường bị va đập, mua chút thuốc bổ nữa. Nàng tỉ mỉ bàn bạc với tiêu cảnh, đến nỗi không biết lúc nào tiêu giác đã rời đi. Khi chuẩn bị hỏi tiêu giác ý kiến, mới phát hiện ghế trước mặt đã trống không. Tiêu giác trở về phòng mình, cởi chiều phục bên ngoài, vứt lên ghế rồi ngồi xuống giường trong phòng đèn mờ bên ngoài mơ hồ truyền đến âm thanh náo nhiệt chắc là bạch mộ vi đang dặn dò hạ nhân cầm chìa khóa mở kho bạc tối nay mọi người đều bị chấn động lớn một đêm này chắc không thể ngủ nhưng cuối cùng cũng không phải là không có thu hoạch văn tuyên đế ban hôn đúng lúc đã loại bỏ kẻ trướng mắt là sở chiêu đồng thời giải quyết sức điểm chuyện của hắn với hỏa yến hoàng đế dù đầu óc không minh mẫn những năm qua cuối cùng cũng làm được một việc đúng đắn Trước đó hắn nghĩ Hỏa Yến ngưỡng mộ sở chiêu, dù lòng đầy tâm sự, cũng không muốn làm khó Hỏa Yến. Trên đời có người thích liều lĩnh cường đoạt, nhưng với hắn, điều không thích nhất chính là ép buộc. Nhưng mà, cũng không phải ép buộc, hắn lấy từ trong ngực ra một túi thơm. Túi thơm này bị lật từng cái, bên ngoài thêu tinh xảo bị lật vào trong, bên trong lớp vải thô lại bị lật ra ngoài. Lớp vải thô bên trong, góc đó siêu siêu vẹo vẹo, thêu mấp mô chữ. Mặt trăng dưới ánh đèn mờ tối sáng rực lên dù có hơi xấu xí nhưng còn thêm chút kim tuyến vào nữa chàng thanh niên tuấn tú tu cúi đầu không nhịn được mà cười bên ngoài phòng nhỏ xích ô vung một quyền bị phi nô vững vàng đỡ được xoay qua một bên bình tĩnh ngươi có phải đã sớm biết không xích ô giận đến nỗi mũi cũng lệch ta đã nói mà vì sao mỗi lần ta nhìn hắn không thuận mắt ngươi đều có vẻ muốn nói lại thôi vì sao mỗi lần ta lo lắng về chuyện hôn sự của thiếu gia, đầu đầy mồ hôi, ngươi lại có thể bình thản không lo, hóa ra không phải tâm tư ngươi lớn, mà là ngươi đã sớm biết. Ngươi và ta cùng nhau làm việc cho thiếu gia, làm huynh đệ nhiều năm như vậy, ngươi lừa ta, ngươi không thấy cắn rứt lương tâm sao. Phi nô lại như người né qua một quyền của hắn, cũng im lặng. Ta đâu có lừa ngươi, trong tế dương thành, ngươi không phải đã thấy nàng mặc đồ con gái rồi sao, sao còn nghĩ hòa cô nương là nam tử. Xích ô sững người, thực ra, Hỏa Yến cũng không phải chưa từng mặc nữ trang. Khi mặc váy ở Tế Dương Thành, Thôi Việt Chi và tiểu thiếp của hắn, Tế Dương Vương Nữ Mục Hồng Cẩm, những người dân, người bán hàng rong trên đường. Không ai nghi ngờ thân phận nữ của Hỏa Yến, gương mặt xinh đẹp, dáng vẻ yêu điệu, nếu không thực sự là cô nương, sao lại không bị phát hiện chứ? Ta tưởng rằng nàng là nam sinh nữ tướng. Xích ô thất vọng nói. Với lại, làm sao ta tin được? nữ tử lại đi lương châu vệ, một người ném 20 cái tạ đá, chán hắn cũng không đánh lại nàng. Còn ăn nhiều như vậy nữa, hắn không nghi ngờ thân phận nữ của Hòa Yến, không phải vì nàng đóng vai nữ không tốt, mà là vì nàng đóng vai nam quá tốt. Ai mà ngờ được cô nương trẻ tuổi đó có thể ngồi giữa một đám đại lão ra, mặt không đổi sắc nghe bọn họ nói những lời thô tục chứ. Thậm chí có lúc còn có thể nói thêm vài câu. Phi nô vỗ vai bạn tốt. Nghĩ thoát lên, ngươi không phải luôn lo thiếu gia bị người sóc kinh chửi là đoạn tụ sao. Hòa cô nương là nữ tử, lần này ngươi khỏi lo rồi. Nói thì nói thế. Xích hồ buồn bã ngồi xuống. Nhưng giờ nghĩ lại, thấy mình thật ngu ngốc, cũng không phải ngươi ngốc. Phi nói thật lòng. Thực ra là vì hòa cô nương làm rất nhiều việc tốt hơn nam tử. Phi tự hỏi, nếu không phải tiêu giác đến loan ảnh nghe ngóng nội tình của hòa yến, tình cờ phát hiện ra nàng là nữ tử chỉ sợ ngay cả khi hỏa yến mặc váy đứng trước mặt, hắn cũng có phản ứng giống phi cảm thấy người này mặc nữ trang mà lại hợp đến vậy. Nhưng bây giờ nghĩ những điều này cũng vô ích, hiện tại thiếu gia đã đạt được ước muốn, thiếu phu nhân này cũng tài giỏi vũ dũng, tối nay chuyện này vừa truyền ra, ngày mai sóc kinh chắc chắn sẽ náo loạn. Trên thực tế, phi nghĩ không sai, còn chưa đợi đến ngày mai, những người từng quen biết hỏa yến. Khi biết nàng là nữ tử và được ban hôn cho tiêu giác, đều không tin vào tai mình. Trong quân doanh, Hồng Sơn cùng một nhóm người đang nằm trên giường lớn, vắt chân nói chuyện phiếm. Hồi kinh, binh mã này đều trú tại ngoài thành kinh thành, dưới chân núi. Ở đây vẫn hàng ngày luyện tập, nhưng so với Lương Châu đã đỡ hơn nhiều. Ít nhất là ngoài núi có ruộng đất, khi không luyện tập, các binh sĩ trong doanh trại còn giúp nông dân lao động, thu hoạch sao quả. Sau kinh cũng không có bão cát lớn như Lương Châu, vừa về kinh một tháng, đám người đã trông tròn trịa hơn. Nhà ở Sóc Kinh, mỗi tháng còn có một ngày rời doanh trở về nhà. Giang Giao mới đi tìm giáo đầu sắp xếp vài ngày về nhà, vừa hướng phòng mình đi, đã thấy một tên nhỏ con vội vàng chạy vào phòng mình, động tác nhanh như gió. Tên nhỏ con này Giang Giao nhớ kỹ, họ bao, vì thường thích nghe ngóng việc vặt, tin tức linh thông, mọi người đều gọi hắn là mật thám, gọi lâu ngày, tên thật của hắn không ai nhớ nữa, chỉ nhớ gọi mật thám nhìn tư thế của hắn, chắc là có tin lớn gì. Giang Giao không nhanh không chậm theo sau hắn, những ngày này bọn họ ở Sóc Kinh, cực kỳ buồn chán, Hỏa Yến bây giờ có quan hàm, không ở đây, còn rất nhớ hắn. Mật thám chạy vào phòng của Hồng Sơn và mọi người, tất cả đang nói chuyện phiếm, hắn một hơi nhảy lên giữa bàn, bị mọi người lao nhau mắng. Chân ngươi đầy bùn, còn chưa cút xuông à, đây là chỗ ta ăn cơm, mật thám ngươi muốn tạo phản à. Nói chuyện cứ nói, động chân làm gì? Trong phòng này còn có vương bá, hoàng hùng không dễ chọc, bình thường, mật thám nghe vậy đã sớm nhảy xuống, nhưng hôm nay lại khác. Hắn không những không nhảy xuống, mà còn kích động hơn, mặt đỏ tía tai. Tin lớn, tin lớn, ta vừa từ giáo đầu trở về, tin lớn, không có gì lớn hơn tin này. Ngoài cửa người đi ngang qua phòng đều vây lại, khó gặp hắn nói năng lộn xộn như vậy, chắc chắn tin này rất lớn, có người liền hỏi. Chuyện gì vậy? Tiêu đô đốc muốn cưới vợ sao? Câu này chỉ thuận miệng nói, bởi vì trong lương châu vệ có 10 điều không có khả năng, như trầm hãn không thể mềm lòng, lương bình không thể không mắng chửi, mã đại mai không thể không cá cược. Điều không thể lớn nhất mà mọi người cho rằng không thể lay động là tiêu giác không thể cưới vợ. Điều không thể này nếu phá vỡ, cũng coi là tin lớn, nhưng mà, có vẻ không thể nào. Họ nghĩ như vậy, đã thấy mật thám gật đầu nhẹ. Đúng, đúng, không sai, tiêu đô đốc muốn cưới vợ. Đám người đầu tiên không kịp phản ứng, khi hiểu ra, lập tức kích động. Phần Phật, vây quanh bàn, truy hỏi mật thám. Ai vậy, ai vậy, tiêu đô đốc muốn cưới ai vậy? Xác định là tiêu đô đốc cưới vợ mà không phải ai khác sao? Mật thám ngươi tin này có đúng không? Sao ta thấy không đáng tin cậy? Tiêu đô đốc trông giống sẽ lấy vợ sao? Ta thấy là giả, giải tán đi, đừng bị lừa. Nghe xong lời này, mật thám tức giận, gân xanh trên cổ nổi lên, nắm chặt nắm đấm, giậm chân nói. Ta sao lại lừa người, ta nghe rõ ràng, các giáo đầu đều bị dọa sợ. Đây chính là bệ hạ tự mình ban hôn. Hai chữ. Tứ hôn. Vừa thốt ra, trong ngoài phòng người tin ngay năm phần. Tiểu đồ đốc không thể nào chủ động cưới vợ, nhưng việc tứ hôn, bệ hạ đã nói, hắn có thể kháng chỉ sao. Nói như vậy, cũng không phải không thể. Tiểu mạch hỏi. Thực sự là tứ hôn, bệ hạ tứ hôn cho tiêu đô đốc, là tiểu thư nhà ai? Bên ngoài người nghe ngóng, nghe vậy không nghĩ ngợi đáp ngay. Đó còn phải hỏi, tự nhiên là trầm tiểu thư nhà trầm ngự sử. Trầm mùa tuyết ở lương châu vệ lâu như vậy, giúp đỡ nhiều thương binh, một vị tiểu thư như vậy không chê họ, còn cho thuốc trị thương, các binh sĩ đều rất thích nàng, nói chuyện về nàng rất nhiều. Đúng, trầm tiểu thư như vậy, cùng đô đốc là trời sinh một đôi họ kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, đây là đôi đẹp nhất đại ngụy. Nhưng câu trả lời của mật thám lại làm họ thất vọng. Không phải, không phải trầm y nữ. Đám người nhìn nhau. Vậy mà không phải trầm mộ tuyết, trầm tiểu thư tốt bụng, ruột thần tiên như vậy, còn không làm được tiêu giác phu nhân, bệ hạ tứ hôn cho tiểu thư nhà nào. Không phải trầm y nữ, là ai? Mật thám. Là hòa yến. Hai chữ. Hòa yến. Vừa thốt ra, trong ngoài phòng đều yên lặng. Vương bá đang uể oải ngủ gà ngủ gật cũng ngồi dậy, giang giao vừa vào phòng, nghe câu đó, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Hòa yến nào? Thạch đầu vẫn bình thản, hỏi. Chính là hòa yến của lương châu vệ chúng ta. Có người cười. Mật thám, ngươi say rượu à. Ngươi nói chuyện ý chỉ bệ hạ, sợ ý chút là bị kiện. Hòa yến là nam tử, bệ hạ sao có thể tứ hôn cho hai nam nhân. Ngươi điên rồi sao, hay chỉ là trùng tên trùng họ. Lúc này, mật thám không vội. Hắn biết câu nói này sẽ làm chấn động lương châu vệ tân binh, không, cả nam phủ binh cũng vậy, ai bảo hắn tai thính, nghe được tin lớn đầu tiên như vậy. Ai nói bệ hạ không thể tứ hôn cho hai nam nhân. Hắn nhìn quanh phòng, đợi thu hết biểu cảm của mọi người vào mắt, mới không nhanh không chậm nói. Hòa Yến là nữ tử, đương nhiên có thể làm phu nhân tiêu đô đốc. Bang đương. Lương Bình chân trượt, té ngã trên mặt đất, nhưng lúc này không vội vàng nghe răng kêu đau, mà nhìn trầm hãn ánh mắt hoài nghi ngươi nói gì hòa yến là nữ tử trầm hãn lạnh lùng nói dù hắn trông rất tỉnh táo bây giờ nhưng trời mới biết khi phó binh điền lãng của nam phủ binh nói cho hắn tin này hắn khó tin đến mức nào hòa yến là nữ tử sao có thể trên đời sao có thể có nữ tử ăn khỏe hơn nam tử đánh giỏi hơn nam tử lại còn thích ứng được khí hậu ác liệt và huấn luyện của lương châu vệ các giáo đầu khi nghe tin này đều đồng loạt lâm vào trầm tư. Dù thế nào, họ cũng không thể tưởng tượng cô gái đổ mồ hôi như mưa trên diễn võ trường, mạnh mẽ phi dương, tự mình lên trận chặt đầu hai thân binh Nhật đạt mục tử là nữ tử. Rõ ràng đây là một thiếu niên thiên tài, sao lại là nữ tử? Nữ tử có thể làm được như vậy, họ bị Hỏa Yến vượt qua không phải chuyện đùa, Lương Châu vệ không ai vượt được Hỏa Yến, chẳng phải là nói, những đại nam nhân này còn không bằng một cô nương 16 17 tuổi. Nếu chỉ là Hỏa Yến là nữ tử, họ chỉ bị đà kích và kinh ngạc, nhưng bệ hạ tứ hôn cho tiêu giác và Hỏa Yến thì khiến các giáo đầu không rét mà run. Trước khi đi, Điền Lãng tốt bụng nhắc nhở Trầm Hãn. Đồ đốc rất coi trọng hòa cô nương. Cho cười, đâu chỉ là coi trọng. Cây thiết thụ vạn năm không nở hoa lần đầu tiên nở hoa, ngay trước mặt văn võ bá quan, trước mặt thiên tử và hoàng hậu, tiệc ăn mừng vừa kết thúc, lời đồn nổi lên khắp nơi mọi người đều nói hữu quân đô đốc ôn nhu đối đãi ý trung nhân như thế nào vậy vấn đề là tiểu đô đốc quan tâm đến ý trung nhân như vậy họ những người tra tấn huấn luyện ý trung nhân của anh bắt tiểu cô nương phụ trọng chạy đứng dưới mặt trời mấy tiếng đồng hồ tiểu đô đốc bất mãn với họ giá trị bao nhiêu khó mà nói mã đại mai trừng mắt trước kia vào mùa đông ở lương châu từng tắm suối nước nóng với hòa cô nương mọi người mặt xám như cho đặc biệt là hoan nhạc giáo đầu lúc trước làm ầm ĩ nhất, gần như muốn khóc. Họ bây giờ hiểu vì sao lúc đó họ yến từ chối xuống nước, còn nói có bệnh, hóa ra cô ấy là cô nương. May mà lúc đó tiêu giác xuất hiện, nếu không, hậu quả thế nào không dám chắc, bây giờ cả phòng giáo đầu này có lẽ đã muốn giấu mặt vì xấu hổ. Vậy, bây giờ chúng ta nên làm gì? Có người run rẩy hỏi. Làm gì nữa? Trầm hãn nói. Làm việc của mình là được, liên quan gì đến các ngươi mặc dù bây giờ nhìn lại tin tưởng chuyện hỏa yến và tiêu giác là đoạn tụ đồng bóng thật ngu xuẩn nhưng trầm hãn cảm thấy mình cũng có tầm nhìn xa ít nhất hắn liếc mắt đã nhận ra bầu không khí không bình thường giữa hai người này phải không trên con đường đó trầm hãn vẫn không đi lệch bây giờ chỉ là từ nam tử thành nữ tử có vấn đề gì đâu dù sao hắn luôn kiên định đứng về phía tiêu giác và hỏa yến hỏa yến là người giàu cảm xúc nên sẽ không lệ oán trả ơn. Sở Lâm Phong quý phủ hôm nay cũng rất vui vẻ. Thạch Tấn Bá ở Sóc Kinh trong thành, nói là quan gia, nhưng những năm qua không bằng trước kia. Sở Lâm Phong có ba con trai, ngoài trường tử giữ chức quan nhỏ ở Sóc Kinh do sở phu nhân dùng tiền mua quan cho, hai đích tử còn lại đều không thể nhập sĩ. Trái lại, con thứ bị bỏ ngoài đường trước đây, giờ thành người có tiền đồ nhất. Không chỉ là môn sinh đắc ý của thừa tướng, mà còn trở thành nữ tế của thừa tướng sở ra có mối quan hệ này, ngày sau lo gì không phát triển không ngừng. Nghĩ đến đây, sở Lâm Phong rất đắc ý, chờ tiệc ăn mừng kết thúc trở về phủ, lập tức sai người công khai tuyên dương, đặt mua đồ vật, còn nói muốn tu sửa lại viện tử của sở chiêu, để khi từ phinh đình gà vào sở ra, không phải chê viện tử của họ keo kiệt. Sở phu nhân lạnh lùng nhìn sở Lâm Phong vui mừng không giấu giếm, cũng không lên tiếng, nhưng ba con trai của nàng thì tức giận không chịu nổi, mặt lộ vẻ giận dữ, đợi sở lâm phong đi rồi, mới phản nàn trước mặt sở phu nhân. Cha cũng quá thiên vị, chỉ là con của một gái lầu xanh, mà đã được cha vui mừng thế này, huynh đệ chúng ta khi thành thân, cha không bao giờ vui như vậy. Lời này không sai, sở lâm phong đối với ba con trai này, mặc dù chưa từng lạnh nhạt, nhưng lại ghét họ quá mức bình thường, trái lại, hắn càng thích sở chiêu, người có thể giúp hắn nở mặt trước bạn đồng sự. Khi sở chiêu mới đến sở ra, ba huynh đệ không ít lần nhục mạ hắn, sở phu nhân cũng từng nghĩ đợi sở chiêu lớn chút sẽ loại bỏ hắn như những tiểu thiếp trong bụng. Đáng giận là, tiểu tử này học được xảo trá, dỗ sở lâm phong đến vui mừng, đi đâu cũng mang theo, khiến sở phu nhân không có cơ hội ra tay, càng về sau, càng leo lên mối quan hệ với tử tương. Với người của tử tương, sở phu nhân cũng không dám tùy tiện động thủ. Mẹ ruột của hắn dựa vào nhan sắc kiếm ăn, sinh ra một đứa con, cũng là như vậy. Sở tam công tử nói lời cay nghiệt sơ tứ so với mẹ hắn còn lợi hại hơn, ít nhất bán thân cho từ gia kinh thành, cũng coi như bán được giá tốt. Sở phu nhân nhíu mày, dù nàng không thích sở chiêu, hận không thể hắn ngày mai chết nơi ngoại ô, nhưng không muốn các con mình trở nên như phụ nhân tranh chua. Có đôi khi suy nghĩ, cũng không trách sở lâm phong yêu thương sở chiêu, so với ba con trai của mình, có lẽ từ nhỏ đã bị làm hư, so với sở chiêu, thật kém xa. Chẳng lẽ để tiểu tử kia bình thản tiến bước, Sở Đại Công Tử không cam lòng Nếu vậy, sau này chúng ta ở Sở Gia càng không có đường sống Không cần lo lắng Sở Phu Nhân cười lạnh Các người nghĩ Thừa Tướng Nữ Nhi dễ cưới vậy sao? Đừng quên, bên cạnh Sở Tử Lan Hai còn có Hồng Nhan Hỏa Thị Yến Hương Hỏa Yến là một cô gái, nhưng lại được Hoàng Thượng gà cho tiêu giác Chuyện này đã gây ra một cơn chấn động, không chỉ có vậy Nhà họ Trầm ở Kinh Thành, hôm nay lại yên tĩnh như chết Trầm mùa kết quỳ trên đất cúi đầu không nói gì, Trầm Đại Công Tử và Trầm Phu Nhân đứng nghiêm ở một bên, Trầm Phu Nhân mặt đầy lo lắng, muốn nói lại thôi, mãi sau, cuối cùng Trầm Đại Công Tử cũng lên tiếng, nhìn về phía Trầm Ngự Sử đang đứng trong sảnh, tay chắp sau lưng, mặt lạnh, nhẹ giọng an ủi. Muội muội cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, phụ thân đừng trách mắng nàng quá. Nhất thời hồ đồ. Trầm Ngự Sử xoay người, ánh mắt dừng lại trên người Trầm Mộ Tuyết, trong mắt không rõ là đau lòng hay giận dữ, nói: trầm ra chúng ta nổi tiếng thanh cao trung trực, không ngờ lại nuôi dạy ra một cô con gái, không biết từ lúc nào đã học được những thủ đoạn ngầm kia. Nàng nhất thời hồ đồ, không cẩn thận, sẽ hại đến tính mạng người khác. Trầm ngự sử rất thon gầy thanh tú, dù hiện giờ đã lớn tuổi, nhưng vẫn còn lờ mờ thấy phong thái khi trẻ. Giữa đôi lông mày đầy ngạo khí lạnh lùng không khác trầm mộ tuyết. Thường ngày, ông nghiêm khắc với con trai, nhưng lại phá lệ tha thứ cho con gái, đây là lần đầu tiên ông nổi giận với trầm mộ tuyết ngay cả lúc trước khi trầm mộ tuyết nhất quyết đi theo tiêu giác ra biên cương trầm ngự sử cũng không tức giận như hôm nay không thể nói vậy được trầm phu nhân thương con gái cái cô hòa yến kia vốn là con gái mộ tuyết cũng chỉ nói thật mà thôi nếu nàng không lừa gạt bệ hạ từ trước sao lại bị người khác vạch trần thân phận phạm sai lầm thì phải bị phạt ông nói mộ tuyết sai nhưng mộ tuyết làm như vậy mới thật sự là vì nghĩ cho bệ hạ cũng không thể để một cô gái giả làm đàn ông đi lừa gạt người khác chứ. Vừa nói xong, trầm ngự sử đã lạnh lùng liếc nhìn bà, trầm phu nhân không dám nói tiếp. Trầm ngự sử nói, hoang đường, bà chỉ thấy nàng giả trai nhập ngũ lừa gạt thiên hạ, sao không thấy nàng dẫn binh đối phó ô thác. Thủy chiến ở Tế Dương, giữ thành ở Nhuận Đô, bà nghĩ công lao dễ kiếm vậy sao, nếu không phải vì cứu giúp dân chúng, sao bệ hạ lại dễ dàng thăng nàng làm vũ an hầu. Còn nữa, Ông nhìn chằm chằm con gái. Ta nghe nói ban đầu ở Lương Châu, có gian tế lẫn vào vệ sở, ngươi không biết nội tình, nhưng Hòa Yến đã đưa ngươi đi, dù kết quả thế nào, nàng luôn giúp ngươi. Ta từ nhỏ dạy ngươi, ơn nhỏ như giọt nước cũng phải nhớ ơn, báo đáp như suối nguồn, nhận ân tình của người khác, dù họ không để trong lòng, ngươi cũng phải nhớ, không ngờ ngươi lại nhớ như vậy. Trầm mộ tiết cúi đầu không nói gì. Ta càng không ngờ. Trầm ngự sử nói một hơi ngươi không chỉ muốn vạch trần thân phận nàng, còn không dám đứng ra, lại muốn núp sau lưng Vương Dung, ngươi có biết làm như vậy cũng là hại Vương Dung. Trầm mộ tuyết thân thể khẽ run lên. Trong cung yến, người lạ mặt tiết lộ hỏi yến là con gái chính là Vương Dung, cũng là thanh mai trúc mã của nàng. Hai người quen biết từ rất lâu, phụ thân Vương Dung và trầm ngự sử rất thân thiết, trầm mộ Tiết biết Vương Dung thích mình, nhưng trái tim nàng lại dành chọn cho tiêu giác không phải nàng không nghĩ đến việc tự mình đứng ra vạch trần nhưng cuối cùng vẫn không làm được nàng sợ hỏa yến vì thế mà mất mạng nàng không muốn mạng hỏa yến chỉ hy vọng hỏa yến có thể rời xa tiêu giác một chút nàng càng sợ phải đối mặt với ánh mắt thất vọng lạnh lùng của tiêu giác khi vương dung đến trầm ra thấy trầm mộ kết lo lắng hỏi thăm trầm mộ kết cuối cùng không nhịn được nói hết sự hoang mang và phiền não của mình vương dung nghe xong không nói một lời xoay người đi nói Ngươi chờ. Chờ điều gì, hắn không nói. Ta không ngờ hắn sẽ làm như vậy. Trầm mộ tuyết bất lực biện minh. Phụ thân nàng, trầm ngựa sử, nhìn chăm chăm nàng, ánh mắt sắc bén, giọng nói như một lưỡi dao có thể xé nàng ra. Ngươi thật sự không nghĩ tới sao. Trầm mộ tuyết nghẹn lời. Nàng thật sự không nghĩ tới sao. Vương Dung, người này, thích nàng nhiều năm, vì nàng nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, tính tình xúc động, không để ý hậu quả, khi nàng nói chuyện này với Vương Dung, chẳng lẽ không đoán được phản ứng của Vương Dung sao? Nàng chỉ là không muốn thừa nhận mình là một kẻ ti tiện, bị ổi mà thôi. Trầm đại công tử thấy trầm mộ tuyết thân thể lung lay sắp đổ, cuối cùng mềm lòng nói. Mặc dù như thế, muội muội đã biết lỗi rồi. Phụ thân cũng biết, muội muội quan tâm tiêu hoài cần nhiều năm, đột nhiên xuất hiện một cô gái khác, muội muội trong lòng sao có thể dễ chịu. Muội muội xưa nay không thích bày tỏ nỗi khổ của mình, cũng trách ta làm anh trai không chu đáo mới đến bây giờ mới phát hiện phụ thân muốn trách phạt ngay cả hài nhi cũng chịu trách phạt cùng muội muội không liên quan đến đại ca chính ta phạm sai lầm ai làm người đó chịu trầm mộ tiết quỳ thẳng ngươi thích tiêu hoài cần nhiều năm như vậy có thấy hắn có chút tình cảm nào đáp lại ngươi không trầm ngự sử đột nhiên nói trầm mộ tiết nhìn ông tình yêu không bao giờ đến từ sự cảm động trầm ngự sử buồn bã nói Ngươi muốn đi bên ngoài, rời khỏi sóc kinh, ở bên cạnh hắn, ta mặc dù không ủng hộ, nhưng cũng không phản đối, ta biết tiêu hoài cần sẽ không yêu ngươi, nhưng ta vẫn nghĩ rằng, chỉ cần ngươi rời khỏi nơi này, bước đi rộng rãi, gặp nhiều người, lòng già dạ tự nhiên sẽ rộng lớn, dần dần, cũng sẽ quên hắn. Không ngờ, ông thở dài, lại khiến ngươi càng lún càng sâu. Trầm mộ tuyết mím môi không nói gì, ngay cả cha nàng cũng có thể nhìn ra tiêu giác sẽ không yêu mình sao nàng chưa bao giờ cảm thấy mình thất bại như vậy. Lời nói này thực sự quá nặng, trầm phu nhân nhịn không được tức giận nói. Trên đời sao lại có cha như ông, tiêu hoài cần chướng mắt một tuyết, là chính hắn không có mắt nhìn. Ta còn chướng mắt hắn nữa, một cô gái đang yên đang lành lại vào quân doanh, ta không hiểu cứu vớt dân chúng là gì, ta chỉ biết là, tất cả quy tắc đều bị phá vỡ, tiêu hoài cần tình nguyện cưới loại cô gái này, cũng không sợ thiên hạ cười nhạo trầm đại công tử muốn nói lại thôi lần này trầm ngự sử không để ý đến phu nhân cãi lại chỉ nhìn trầm mộ tuyết nói ngươi đi nhiều nơi không thể ít hơn hòa yến ngươi gặp nhiều người cũng không ít hơn hòa yến nhưng tầm nhìn và lý tưởng của ngươi lại kém nàng rất nhiều vi phụ không phải không tin tưởng ngươi chỉ là tối nay nhìn thoáng qua đã thấy ngay sự khác biệt giữa hai người các ngươi ngươi không bằng nàng nước mắt lập tức tuôn ra trong mắt trầm mộ tuyết cả đời nàng hiếu thắng không muốn rơi lệ trước mặt người khác, nhưng giờ khác này, cuối cùng cũng không kiềm chế được sự ấm ức và xấu hổ giận dữ, nước mắt tràn mi mà ra. Trầm ngự sử không nhìn nàng nữa, bình tĩnh nói. Kể từ hôm nay, ngươi không được đi đâu hết, trầm ra chúng ta không động võ, phạm sai lầm, ngươi sẽ bị cấm túc tại nhà một năm. Lão ra. Trầm ngự sử không để ý đến phu nhân năn nỉ, vung tay áo, bước ra khỏi sảnh đường, gió đêm bên ngoài viện cực lạnh, thổi vào mặt người, đau như dao cắt. Trầm đại công tử đuổi theo, đến bên cạnh trầm ngự sử. Cha, một năm có phải là quá lâu không? Trầm ngự sử nhìn về phía mặt đất gạch xanh, cười đắng chát một tiếng. Tiêu hoài cần là người bao che khuyết điểm, người nghĩ hắn không thể điều tra ra chuyện của mộ tuyết sao. Nhưng mà, vì mối quan hệ với phụ thân hắn, hắn sẽ không làm gì mộ tuyết, nhưng chỉ trong một năm, mối quan hệ giữa nhà chúng ta và tiêu gia cũng sẽ chấm dứt sự việc này không chỉ gây chấn động đến một vài người kia trong trình gia khi biết tin tiêu giác kết hôn thân thích đều kinh ngạc không hiểu tại sao hoàng thượng lại ban hôn họ vội vàng kinh ngạc về việc ban hôn không thực sự để tâm đến hỏa yến chỉ biết là trong nhà không có chức quan cao tương tự như bạch mộ vi địa vị không tương đương trình lý tố so với việc tiêu giác được ban hôn kinh ngạc hơn khi biết hỏa yến là con gái đại ca ta sao có thể là con gái được cậu thiếu niên trong phòng vừa đi vừa lại, tản bộ, vô thức kéo vạt áo mình. sao có thể? khi hắn trở lại sóc kinh, bị người trình ra nắm lấy người đi học đường đọc sách. trong học đường, mỗi tháng mới được về nhà một ngày, về nhà ngày đó vẫn bị khóa trong nhà luyện chữ, không thể đi đâu. vì vậy, khi tiêu giác trở lại kinh thành, trình lý tố không thể đến tiêu gia nhìn. đến khi hắn tháng này tan học về nhà, không chỉ biết tiêu giác và hỏa yến đã trở về. Còn thêm một tin tức nữa, hai người họ đều được hoàng thượng ban hôn. Đài Ca ta, hắn nắm lấy một nô bộc nói, có thể một quyền đấm chết một con cọp, sao có thể là con gái được? Ôi trời ơi, rốt cuộc là hắn điên hay là người trong thiên hạ điên? Không được, ta phải đi tìm cứu cứu. Nghĩ đến đây, hắn liền kéo cánh cửa lớn đi ra ngoài, quyết tâm tìm Tiêu Giác hỏi rõ ràng. Không được đâu tiểu thiếu gia, lão gia phu nhân nói ngài không thể ra khỏi phủ có ai không, tiểu thiếu ra muốn ra ngoài rồi. Gã sai vặt sau lưng vội vàng chạy theo. Ô, 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 ô thật là lừa đảo. Trong nhà tống gia, tống đào đào đang khóc không ngừng. Đại ca hòa của ta sao có thể là con gái được? Chắc chắn các ngươi đang gạt người. Cô bé khóc đến sưng cả mắt, tống phu nhân và tống lão gia đứng ngoài cửa, nhìn nhau, đều bất đắc dĩ. Từ khi tống đào đào trở về từ sóc kinh, thái độ của nàng khác thường, trở nên nhu mì nghe lời, Ngày ngày ở nhà khổ luyện cầm kỳ thi họa, Tống phu nhân liền nghi ngờ nàng có yêu ai đó, thường sầu muộn nếu thật sự có người yêu, việc hôn sự với Trình gia sẽ ra sao. Tính cách của Tống Đào Đào họ cũng biết, trước đây không biết yêu là gì, Trình Lý tố lại là một thiếu niên hoạt bát, hai vợ chồng nghĩ rằng tình cảm tự nhiên sẽ nảy sinh. Nhưng nếu trong lòng có người khác, chỉ sợ việc hôn nhân sẽ thành thù hận. Tống phu nhân cũng từng hỏi bóng hỏi gió Tống Đào Đào, người trong lòng nàng là ai? mỗi lần đều bị tống đào đào khéo léo lẩn tránh. Cô bé khôn khéo cực kỳ, biết rõ Hòa Yến Hiện không có địa vị cao, kể cả nói với cha mẹ, cha mẹ cũng sẽ không đồng ý. Thà chờ thêm, thiếu niên kia có tiềm năng, nghĩ rằng sau này Phong làm đại quan cũng là chuyện sớm muộn, trước đó không cần nói với ai, chỉ cần bắt được người hắn là đủ. Cho đến tối nay khi tin tiêu giác được ban hôn truyền đến, Tống đào đào tuyệt thực kháng nghị, khóc lớn, thương tâm muốn treo cổ, Tống phu nhân và Tống lão gia mới biết hóa ra người trong lòng con gái họ là tiêu giác. Hai vợ chồng thực sự là giờ khóc giờ cười. Đào đào, đừng khóc, đã là con gái rồi, người khóc cũng vô dụng. Mau lau nước mắt, mắt con sưng như hạt đào rồi. Dù sao trình tiểu thiếu gia cũng là cháu của tiêu đô đốc, nếu ngươi thích hòa cô nương kia, sau này ngươi gả cho trình tiểu thiếu gia, thường xuyên đi tiêu gia chơi, chẳng phải là có thể thường xuyên thấy hòa cô nương sao. Không nghe còn đỡ, nghe xong, tống đào đào càng buồn ai muốn đi tiêu ra chơi, nàng lừa gạt tình cảm của ta, ta cũng không muốn nhìn thấy nàng nữa, ô ô ô ô Bên này chiến tranh loạn lạc, đầu kia không biết nên khóc hay cười, cũng có người như chó nhà có tang, hoảng loạn, trở về phủ, nhìn ai cũng thấy đen tối. Hứa chi hằng không ngủ được. Trở về phủ, hắn nói với hòa tâm ảnh hôm nay có nhiều công văn phải xử lý, đi ngủ tại thư phòng. Bảo hòa tâm ảnh sớm đi nghỉ, sau đó tự nhốt mình trong thư phòng. Nửa đêm Hòa Tâm Ảnh thức dậy, nghĩ đến Hứa Chi Hằng, liền từ trong ngăn tủ lấy ra một chiếc đệm giường dày hơn. Thời tiết dần lạnh, Hứa Chi Hằng ngủ trong thư phòng không bằng ngủ phòng ấm áp, nếu bị lạnh, thời tiết này sẽ phiền phức. Nàng ôm đệm giường tìm đến thư phòng, lại phát hiện trong thư phòng đèn sáng trưng, nhưng không có người. Hòa Tâm Ảnh ngồi trên ghế trong thư phòng một lát, nghĩ có lẽ Hứa Chi Hằng chờ một lúc sẽ trở về, không ngờ một khắc đồng hồ trôi qua, vẫn không thấy động tĩnh nàng sừng sốt một chút, trong lòng lo lắng, lại có chút nghi ngờ, dù là đi công phòng cũng không lâu như vậy. Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Năm ngoái, trong thành sóc kinh có người, nửa đêm thức dậy, trên mặt đất kết xương, tối đen không thấy rõ, một chân đạp lên trượt ngã, ngày hôm sau hạ nhân phát hiện người đã không thấy. Nàng lo lắng hứa chi hằng ngã ở đâu, cũng không dám kinh động người khác, liền đặt đệm giường ở thư phòng, tự mình xách đèn lồng đi tìm khắp nơi. Thật sự không tìm được viện tử của cha mẹ chồng, chỉ quanh quẩn ở viện tử của mình một vòng, không thấy bóng dáng hứa chi hằng. Đã trễ thế này, chẳng lẽ đã ra khỏi phủ. Hòa Tâm ảnh nghĩ nghĩ, chẳng biết tại sao, ma xui quỷ khiến, liền nhìn về phía viện tử của Hòa Yến bên cạnh viện tử của nàng. Viện tử này là của tỷ tỷ nàng, vị hứa đại nãi nãi đoàn mệnh ở trước đây, sau khi Hòa Yến chết, viện này bị phong lại, những hạ nhân trước đây cũng bị phân phát đi nơi khác. Tuy nhiên, Hòa Tâm Ảnh từng nghe một lời đồn, hầu hạ Hòa Yến không có nhiều người, đôi khi những hạ nhân này còn bị phân đi hầu hạ một di nương khác của Hứa gia. Hòa Tâm Ảnh nửa tin nửa ngờ về lời đồn này, dù sao cũng là con gái của Hòa gia, Hứa gia gan lớn thế nào cũng không dám lạnh nhạt như vậy. Hơn nữa, vị di nương đó, sau khi Hòa Tâm Ảnh vào cửa cũng không thấy, hỏi đến chỉ nói là phạm sai lầm, bị đuổi ra ngoài. Hòa Tâm Ảnh hiểu rõ hứa ra có thể sợ nàng là cô dâu mới vào cửa, lòng không thoải mái mới làm như vậy. Chỉ là tất nhiên đối với nàng coi trọng như vậy, nghĩ rằng đối với Hòa Yến cũng sẽ không kém, thời gian lâu dài, Hòa Tâm Ảnh cũng quên đi chuyện này, cho rằng chỉ là lời đồn không đáng tin. Tuy nhiên, đôi khi liên quan đến Hòa Yến, cũng có một chút kỳ lạ. Ví dụ như viện tử này, người hứa ra đều nói hứa chi hằng nhớ vợ, nên giữ lại viện tử này, không quét dọn hay cho ai ở, cứ để chống. Nhưng Hòa Tâm Ảnh chưa bao giờ thấy Hứa Chi Hằng đi qua viện tử này. Nhớ người vợ đã mất, sẽ không thường xuyên đến nơi này, cầm lấy đồ cũ để hoài niệm sao? Nhưng có lẽ Hứa Chi Hằng sợ nhìn vật nhớ người nên không dám đi. Hòa Tâm Ảnh tìm một lý do cho Hứa Chi Hằng. Đối với Hòa Yến, trước kia nàng còn có chút đố kỵ, bây giờ thì không còn chút đố kỵ nào. Tranh chấp với một người đã chết là chuyện không có ý nghĩa, nhất là dù Hòa Tâm Ảnh nói thế nào để tự an ủi nàng không cảm thấy hỏa yến đe dọa đến mình. Nói cách khác, nàng không cảm nhận được hứa chi hằng yêu say đắm hỏa yến đến khắc cốt minh tâm. Đèn lồng phát ra ánh sáng yếu ớt, bên ngoài gió thổi, như thổi tan đi sự bối rối của nàng, nàng nhìn vào viện tử tối đen kia, nghĩ một hồi, không tự chủ được di chuyển, đi về hướng đó. Nàng chỉ ghé qua viện này một lần, khi mới gả vào hứa ra không lâu, chỉ đến viện tử, khi hòa tâm ảnh muốn vào phòng, tỷ nữ xông ra, khẽ nói. Đại nãi nãi, thiếu gia không cho phép người khác vào viện tử này. Hòa tâm ảnh khi đó là cô dâu, không muốn cãi lộn với hứa chi hằng về chuyện này, liền lui ra ngoài, về sau lâu cũng không nghĩ đến nữa. Tối nay chẳng biết tại sao, lại muốn đi xem. Trước đây Hòa Yến dưỡng bệnh tại trang tử, sau khi trở về Hòa gia liền gấp rút lấy chồng, nói đến, nàng và vị tỷ tỷ này ở chung không lâu, hiện giờ, nàng cũng gần như không nhớ rõ dung mạo Hòa Yến ra sao nhưng có lẽ nàng còn có thể nhìn xem nơi hỏa yến đã từng sống thấy được một chút dấu vết của quan hệ huyết thống đã từng tồn tại trong lúc bất giác nàng đã đến viện tử viện này hoàn toàn lạnh lẽo như trước dù ngày mùa hè hay mùa thu luôn như mùa đông lạnh lẽo nhà hoàn quét dọn sạch sẽ nhưng không thể xua tan được khí cổ xưa và suy bài hòa tâm ảnh chậm rãi bước tới trước cửa đang muốn đẩy cửa đi vào đột nhiên động tác dừng lại trong phòng có âm thanh Ban đầu nàng lo lắng, sợ viện tử có trộm, nhưng sau nghe động tính, lại cảm thấy trộm không dám lớn mật như vậy, liền sách đèn lồng, lén lút đến bên giường, nhìn qua khe hở của giấy cửa sổ. Trong phòng ngọn đèn sáng, nàng thấy hứa chi hằng. Một hứa chi hằng hoàn toàn khác với thường ngày. Hứa chi hằng vẫn mặc y phục hôm nay tiến cung, hắn là người rất cầu kỳ, thường ngày về phủ đều muốn tắm rửa thay quần áo, nhưng hôm nay không có. Hắn ngồi trước bàn lớn trong phòng, điên cuồng kéo ra từng ngăn kéo gỗ, lục lọi tìm kiếm gì đó. Hắn hành động cực kỳ thô bảo, không còn vẻ nho nhã nhu hòa như trước, từ góc độ cửa sổ nhìn vào, giống như một tên điên từ đầu đến đuôi. Hòa Tâm Ảnh trong lòng nhảy lên một cái, từ đầu đến chân rùng mình. Nhìn chằm chằm người chồng lạ lẫm, trong lòng nàng lại trỗi lên nỗi hoảng sợ. Trong lúc bối rối, nàng vô ý dẫm vào đá. Ầm, um. một tiếng, đá trượt, rơi xuống bậc thang viện tử phát ra tiếng vang ai ngay lúc đó hứa chi hằng trong phòng ngừng đầu lên hắn bá một lần kéo cửa ra lao ra quát ai ở đó hòa tâm ảnh bị giật mình có một khoảnh khắc nàng đột nhiên muốn chạy trốn cảm thấy hứa chi hằng ngay sau một khắc sẽ biến thành ác quỷ nhào lên giết nàng nàng nguyễn cưỡng nở nụ cười đứng ra nói là ta hứa chi hằng híp mắt nhìn về phía trước mặt sau một lúc lâu sự âm lệ và căng thẳng trong mắt hắn dần rút đi, thay vào đó là một nụ cười, nhưng nụ cười này nhìn thế nào cũng thấy cứng ngắc và qua loa, giọng nói cũng có chút nôn nóng. Tâm ảnh, sao ngươi lại đến đây? Ta sợ phu quân ban đêm lạnh, cầm đệm giường đến thư phòng tìm ngươi, không tìm được người. Ta lo lắng ban đêm đường tối đen, phu quân té, liền sách theo đèn lồng đi tìm khắp nơi. Nàng thấy hứa chi hằng có chút căng thẳng, tâm niệm vừa động, mỉm cười nói ta cũng chỉ đến thử vận may, không ngờ phu quân thật sự ở đây. Phu quân là tưởng nhớ tỷ tỷ à. Hứa chi hằng ngẩn người, ngay sau đó phụ họa nói. Đúng. Hòa tâm ảnh thở dài, buồn bã nói. Phu quân trung tình là chuyện tốt, chỉ là, có đôi khi cũng phải nhớ đến thân thể của mình. Hứa chi hằng thuận tay đóng cửa phòng, che ánh mắt của hòa tâm ảnh, kéo tay nàng đi ra ngoài. Thôi, bên ngoài lạnh, ngươi đừng cùng ta một lúc cảm lạnh, trở về đi tay hắn lạnh như băng, không còn một chút hơi ấm của người sống. Hòa tâm ảnh nhu thuận đáp. Phu quân, trước đây ta đã nói với người, muốn thừa dịp trung thu lên núi bái Bồ Tát. Mấy ngày nay mẹ ta cuối cùng cũng rảnh rỗi, ta nghĩ sẽ lên núi, tiện thể cầu phúc cho tỷ tỷ trên trời, có được không? Sắc mặt hứa chi hằng có chốc lát cứng ngắc. Tốt, phu quân có muốn cùng đi không? Hòa tâm ảnh hỏi. Ta không đi được. Hứa chi hằng đáp. Mấy ngày nay ta rất bận, không thể bồi tiếp ngươi lên núi. Hòa tâm ảnh nghe vậy, không giận, chỉ cười nói. Không sao, ta sẽ thay phu quân bái Bồ Tát, phu quân bận quốc sự, Bồ Tát cũng không trách tội. Nàng nhu thuận quan tâm cực kỳ, lại rất biết nói lời lấy lòng, có chút khôn vặt, nhưng lại cực kỳ ngốc nghếch. Hứa chi hằng thích điểm này của nàng, so với Hòa yến, diễn trò trước mặt hòa tâm ảnh dễ dàng hơn nhiều. Hắn lòng dần dần lòng xuống, vì tiệc mừng tối nay nghe thấy tên quen thuộc mà sinh sợ hãi, cũng vì hai người đã tách ra một thời gian dài. Hỏa Yến đã chết, người chết sẽ không trở về, vậy kẻ còn sống chỉ là đang giả thần giả quỷ. Hắn sẽ cùng Hòa Như Phi, cùng nhau làm rõ nội tình của kẻ giả thần giả quỷ đó. Đèn lồng phát ra ánh sáng u ám trong đêm, hắn không thấy, bên cạnh hắn, nữ tử giấu đi thanh âm nhu thuận, thần sắc ảm đảm không rõ. Hòa tâm ảnh cảm thấy, nàng chưa từng thực sự nhận biết người chồng này. Vừa rồi nhìn thấy hứa chi hằng qua khe cửa sổ, điên cuồng, cố chấp, nôn nóng mà độc ác, khiến nàng hoảng hốt cảm thấy, lúc đó mới thật sự là hứa chi hằng. Nàng không khỏi sinh ra hoài nghi, người nho nhã, quan tâm, dường như không có bất kỳ khuyết điểm nào, gần như hoàn mỹ hiện giờ, có phải là hứa chi hằng thật sự không? Tỷ tỷ nàng, Hỏa Yến, có từng thấy qua mặt này của hứa chi hằng chưa? Hỏa Yến yếu đuối, từ trước đến nay thân thể không tốt, nếu như hứa chi hằng từng lộ ra mặt này trước hỏa yến, tỷ tỷ nàng có thể bị dọa đến thất hồn lạc phách. Nhưng hỏa yến đã chết, nàng không có cách nào hỏi người đã chết. Hòa tâm ảnh chợt nhận ra, hứa ra nhìn như ôn nhu tươi đẹp này, dường như có rất nhiều bí mật mà nàng không biết. Một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong lòng nàng. Hỏa yến thực sự chết đuối do xoa tự. Sao? Nhị công tử nhà họ tiêu có một vị hôn thê, do chính hoàng đế ban hôn. Vị hôn thê này là một nữ nhi giả trai, từng cùng tiêu giác ra chiến trường và lập được nhiều chiến công hiền hách. Hiện nay, nàng đã trở thành nữ hầu đầu tiên của đại ngụy từ khi lập quốc, mang danh Vũ An Hầu. Trong một đêm, khắp kinh thành từ đầu đường đến cuối ngõ, tửu lâu và quán trà đều rôm giả bàn tán về cùng một sự kiện. Có người nói rằng nhị công tử nhà họ tiêu thật sự không tầm thường, vị hôn thê của hắn là một người phụ nữ mạnh mẽ không thua kém nam nhi cũng có người nói hắn không lấy tiểu thư nhà họ trầm mà lại chọn một nữ tử không có bối cảnh gia đình, lại còn không tuân theo quy củ và thích xuất đầu lộ diện, thật không hiểu hắn nghĩ gì. Bất chấp những lời bàn tán bên ngoài, từ trên xuống dưới nhà họ tiêu vẫn tràn ngập niềm vui. Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Mộ Vi cùng tiêu cảnh mang theo những món quà đã chuẩn bị trong đêm, dẫn tiêu giác đến nhà họ hòa. Không có gì ngạc nhiên khi sự xuất hiện của người nhà họ tiêu đã thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh. Hòa tuy trong lòng không ngừng than thở, chỉ trách nhà họ tiêu đến quá nhanh, chưa kịp gọi Thanh Mai ra ngoài mua trà. Thanh Mai đành phải rót vài chén nước nóng, cả nhà ngồi thu mình trong phòng nhìn đối diện người nhà họ tiêu. Hòa Yến vừa mới tập quyền ở hậu viện, người nhà họ tiêu đến vội vàng, nàng cũng không có thời gian thay quần áo. Thế là khi tiêu cảnh và mọi người ngồi xuống, họ đã thấy một cô nương trẻ mặc đồ lao động, tóc được búi gọn, vừa lau mồ hôi trên trán vừa bước vào. Hòa Yến nghĩ rằng hôm nay chỉ có mình Tiêu Giác đến, nhưng khi nhìn kỹ lại thấy cả Bạch Mộ Vi và Tiêu Cảnh cũng có mặt, nàng lập tức bối rối nhìn về phía Tiêu Giác. Chưa kịp để Tiêu Giác nói, Tiêu Cảnh đã mở lời: Hòa lão gia, Hòa cô nương, hôm nay chúng tôi đến thăm mà không báo trước, thật sự thất lễ. Xin đừng phiền lòng, không sao, không sao. Hòa Tuy cười nói: Đêm qua ông không ngủ được, nửa đêm ngồi trong sân ngắm trời suốt mấy canh giờ việc hôn nhân của Hòa Yến đến quá đột ngột, khiến ông cảm thấy không thực. Dù hoàng đế ban hôn, nhưng trong lòng ông vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Mọi người đều nói tiêu giác là một đôi lương phối hoàn hảo, nhưng gia đình như vậy từ trước đến nay không cùng một thế giới với họ. Đêm qua, ông cùng tiêu giác trò chuyện trong thời gian ngắn, nhưng mơ hồ cảm thấy vị phong vân tướng quân này không có tính cách kiêu ngạo, thậm chí còn tốt hơn Phạm Thành nhiều. Tuy nhiên, về tình hình gia đình của tiêu giác, Hòa tuy cũng nghe được đôi chút. Hiện tại, tiêu giác không có trường bối, chỉ còn lại huynh tàu. Tiêu cảnh là một quân tử khiêm tốn có tiếng ở kinh thành, còn bạch mộ vi thì ông không rõ lắm. Dù sao, ông vẫn lo lắng cho con gái mình khi gả vào nhà người khác, sợ rằng nàng sẽ phải chịu thiệt thòi. Huống hồ, hỏa yến được ông chiều chuộng từ nhỏ, nếu như nhà chồng sau này không yêu thương nàng như ông, thì phải làm sao đây? Hòa tuy cũng không mong hỏa yến gả vào nhà cao cửa rộng, vì tục ngữ có câu. Môn đăng hộ đối gả vào gia đình quyền quý mà không được coi trọng thì chẳng bằng gả cho một gia đình bình thường, được nâng niu trong lòng bàn tay. Hòa tuy cảm thấy buồn bã trong lòng, tuy nhiên, thái độ của huynh tàu nhà họ tiêu lại vượt quá dự kiến của Hòa tuy. Bạch Mộ Vi và Tiêu Cảnh Vốn không phải người tham vọng hư vinh, đối với việc Tiêu Giác cuối cùng tìm được người trong lòng, họ thực sự cảm kích, sợ làm cô nương sợ hãi, nên cực kỳ quan tâm đến sở thích của nàng. Đối với việc hôn nhân giữa hai nhà, Bạch Mộ Vi cũng thảo luận mọi chi tiết lớn nhỏ cùng Hòa Tuy. Thấy nhà họ tiêu trịnh trọng như vậy, Hòa Tuy cũng nhẹ lòng phần nào. Được coi trọng, dù sao cũng là điều tốt, Hỏa Yến ngồi một bên, hoàn toàn không thể chen vào cuộc trò chuyện. May mắn là Hòa Vân Sinh đã đi học từ sáng sớm, nếu không ở lại trong phòng, không biết sẽ gây khó dễ thế nào cho người nhà họ tiêu. Hòa Tuy cũng đang quan sát tiêu giác, thấy vợ chồng đại phòng nhà họ tiêu trông thật đáng tin cậy, ông không nghi ngờ gì về sự xuất sắc của tiêu giác. Nhưng lời đồn về tiêu giác không gần nữ sắc, lạnh lùng vô tình, khiến ông không biết tiêu giác nghĩ gì về hỏa yến. Ông ngẫu nhiên hỏi tiêu giác vài điều về hỏa yến, chẳng hạn như hỏa yến thích ăn gì, thích làm gì, và biểu hiện ra sao khi ở lương châu vệ. Tiêu giác lần lượt trả lời từng câu hỏi, hỏa yến, nàng cảm thấy mình như người ngoài cuộc từ đầu đến cuối. Khi buổi gặp gỡ thân mật này cuối cùng kết thúc, Hòa tuy còn ý định giữ họ lại ăn cơm. Không cần phiền phức đâu, hòa lão ra. Bạch mộ vi cười nói. Chúng ta còn phải về phủ trước để thông báo việc này đến thân thích nhà họ tiêu. Đêm qua thánh chỉ đến vội vàng, chưa kịp thông báo, hôm nay chúng ta sẽ mời thân hữu đến chung vui. Vậy thì, ngày khác nhất định phải tới. Hòa tuy cười nói, hòa yến, nhà họ không đủ gạo để nấu một bữa cơm, lại chỉ có thanh mai là tiểu tỳ. nếu thực sự phải làm cơm, chỉ sợ khách nhân sẽ phải chờ đói bụng mới có thể ăn một bát cháo loãng. Hòa Yến nhìn Hòa Tuy vui mừng hớn hở, thật sự im lặng không nói gì. Hòa Tuy tiễn bạch mộ vi và mọi người ra ngoài, hàng xóm nhìn thấy đều vui vẻ ồn ào. Ai nha, chúc mừng Lão Hòa, tìm được thông gia tốt. Lão Hòa thật có phúc lớn, nuôi được con gái giỏi, chúng ta sao lại không có phúc như vậy chứ? Sau này Lão Hòa phát đạt cũng đừng quên chúng ta, năm đó khi Hòa Yến sinh ra, ta còn bế nàng đấy. Hỏa Yến thầm nghĩ, nếu như Hòa Đại Tiểu Thư thực sự ở đây, nghe những lời trêu ghẹo này, chắc chắn đã đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ. Dù là người mạnh mẽ như nàng, khi nghe những câu này cũng cảm thấy không tự nhiên. Tiêu giác cùng nàng đi ở phía sau, dường như Bạch Mộ Vi và mọi người cố ý để lại không gian cho hai người. Hỏa Yến hỏi. Đồ đốc, ngày mai ngươi làm gì? Tiêu giác nhìn nàng. Sao vậy? Ta dự định ngày mai lên liên tuyết sơn thăm ngọc hoa tự để bái Phật. Hỏa Yến cười tươi nói. Dịp Trung Thu này nghe nói Ngọc Hoa tự rất linh thiêng, nhiều người lên núi cầu phúc. Vân sinh phải đến trường, phụ thân có công việc, ta đi một mình. Nếu ngươi không bận gì, có thể đi cùng ta, bái Phật chẳng có gì xấu cả. Nàng luôn nghĩ rằng, lần gặp tiêu giác vào đêm đó đã thay đổi cả cuộc đời nàng. Dù cuối cùng số phận không thể tránh khỏi một kết cục bi thảm, nhưng trước khi điều đó xảy ra, nàng đã học được thêm chút dũng khí dũng khí này lan tỏa đến hiện tại tạo nên một mối duyên với tiêu giác duyên phận này bền lâu như chiếc lụa đỏ treo trên cây cổ thụ dù bị vứt bỏ dẫm đạp vẫn có người khác nhặt lên trân trọng treo lại nơi không bị mưa gió làm hại thật là may mắn ngày mai ta không bận gì tiêu giác cười nhẹ có thể đi cùng ngươi tốt hỏa yến nói vậy thì ngày mai giờ thìn ta sẽ đợi ngươi ở cửa tiêu phủ vừa dứt lời nàng nghe tiêu giác cười hỏa yến ngạc nhiên hỏi Ngươi cười gì vậy? Hòa đài tiểu thư lại quên mình là nữ tử. Tiêu giác chậm rãi nói, ánh mắt như đang trêu chọc. Hòa yến hiểu ra, ho nhẹ một tiếng. Ngươi và ta ở giữa, không cần câu nệ theo ánh mắt thế tục. Ngươi ngủ đi. Hắn cười khẽ. Ngày mai giờ thìn, ta sẽ đến đón ngươi. Hòa yến khẽ gật đầu. Kinh thành nhà họ hòa, hòa này vui vẻ, hòa thuận, tiếng cười nói vang khắp nơi. Trong khi đó, một nhà họ hòa, hòa khác lại có bầu không khí căng thẳng trong phủ tràn ngập vẻ âm trầm như mưa núi sắp đến. Hòa như phi, bốp, một cái ném chén trong tay vào tường, chén sứ đụng vào góc tường, hoa mẫu đơn trên chén vỡ tan tành. Trong phòng, gia nhân và tỷ nữ không dám thở mạnh, cúi đầu đứng im. Người ngoài đều đồn rằng phi hồng tướng quân là người hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, nhưng trong nhà, hòa như phi thỉnh thoảng lộ ra mặt tàn nhẫn. Ngay cả gia nhân trong nhà cũng không khỏi hoang mang, tại sao vị đại tướng quân uy phong lẫm liệt, tự tin trước mặt người ngoài lại có lúc âm u như rắn độc trong cống ngầm, khóe mắt đôi mày đều mang uất khí. Tất cả các ngươi đi ra ngoài. Hòa Nguyên Thịnh bước vào cửa, dùng giày đá mảnh vỡ qua một bên, gọi bọn hạ nhân ra ngoài. Cửa đóng lại, Hòa Nguyên Thịnh ngồi xuống trước mặt Hòa Như Phi. Bây giờ bên ngoài khắp nơi đồn rằng ngươi trong trận chiến ở Hoa Nguyên đã dùng mưu lui địch trong đêm, khác hẳn với trước đây. Hòa Nguyên Thịnh lấy một chén trà, uống một hớp, ta nghĩ những ngày này ngươi nên cáo ốm tạm thời không lên chiều. Làm sao đến mức đó? Hòa như phi cười lạnh. Thắng bại là chuyện thường tình trong binh gia, chỉ là một trận chiến, không tính là gì cả. Phải không? Hòa nguyên thịnh nhìn hắn. Vậy tại sao từ đêm qua ngươi trở về phủ lại nôn nóng bất an? Có phải vì nữ tử tên Hòa Yến đó không? Hòa như phi bất ngờ ngừng đầu nhìn hắn. Nàng không phải là Hòa Yến. Hòa Nguyên Thịnh từ tốn nói. Ta đã phái người nghe ngóng, nàng chỉ là con gái của một giáo úy ở cổng thành trước đây không hề liên quan gì đến nhà chúng ta không biết dùng thủ đoạn gì mà trèo lên được tiêu giác còn được phong hầu chỉ mới nghe trong cung nói đến đã dọa ngươi thành thế này đừng quên ngươi là phi hồng tướng quân lời nói vô tình nghe vào tai người hữu tâm lại như châm chọc hòa như phi ánh mắt trầm xuống nói ta đương nhiên biết rõ là giả thần giả quỷ chỉ là thời điểm này vừa có người bên ngoài công khai tuyên dương ta khác hẳn với quá khứ, thì nữ nhân tên Hòa Yến này liền xuất hiện. Trùng hợp như vậy, cũng là nữ giả nam trang, thăng quan tiến tước, phụ thân không thấy là quá trùng hợp sao? Ngươi muốn nói gì, thân phận nữ tử của Hòa Yến không có vấn đề gì, một nữ tử như nàng không dám tính toán với Hòa gia. Hơn nữa, những người biết chuyện trước đây đã bị diệt khẩu, trừ hứa ra. Hứa chi hằng nhát như chuột, không dám nói ra. Phụ thân, nữ nhân tên Hòa Yến là vị hôn thê của Tiêu Hoài Cẩn, đêm qua trên điện Tiêu Hoài Cẩn rất bảo vệ nàng. Người nói việc này là do Tiêu Hoài Cẩn sắp đặt. Hòa Nguyên Thịnh nhíu mày. Hòa gia và Tiêu gia không có thù oán gì, hắn vì sao làm như vậy? Nếu có thể, hắn cũng không muốn đối địch với Tiêu Hoài Cẩn. Ngay cả từ tương quyền khuyên triều chính cũng không làm gì được Tiêu Hoài Cẩn, huống chi Tiêu Đô Đốc, một lời không hợp liền có thể chặt đầu quan nhi tử, còn có chuyện gì hắn không làm được năm đó hòa yến học ở hiền xương quán cùng tiêu giác đồng môn hòa như phi ánh mắt sâu thẳm có lẽ tiêu giác đã sớm phát hiện thân phận bí mật của hòa yến bây giờ chúng ta đã theo từ tương tiêu hoài cần không hợp với từ tương nên muốn thu thập nhà chúng ta chúng ta làm việc cực kỳ bí mật phụ thân không đợi hòa nguyên thịnh nói xong hòa như phi ngắt lời thiên hạ không có bức tường nào mà gió không lọt qua được khắp kinh thành đều có tai mắt Ân oán giữa tiêu gia và từ gia đã kéo chúng ta vào, không thể chỉ lo thân mình. Hòa Nguyên thịnh thở dài, hắn làm việc luôn cẩn thận, cố gắng thu hết lợi ích và để người khác gánh chịu rủi ro. Liên kết với từ kính phủ mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng khiến họ bị tiêu hoài cần để ý, thật sự là một việc khiến tâm trạng người ta tồi tệ. Chúng ta đã thuộc về từ tương, tiêu hoài cần sẽ không bỏ qua chúng ta. Nếu vậy, Hòa Như Phi ánh mắt đầy sát khí. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Hòa Nguyên Thịnh nhíu mày. Muốn đối phó Tiêu Hoài Cẩn, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ai nói ta muốn đối phó Tiêu Hoài Cẩn, ý ngươi là, bọn họ không phải đang tìm nữ nhân giả thần giả quỷ sao. Hòa Như Phi chậm rãi nói, ánh mắt lóe lên vẻ ác ý. Chúng ta sẽ ra tay từ nữ nhân đó trước. Hòa Yến không ngờ rằng sự xuất hiện của người nhà họ tiêu lại khiến Hòa tuy có ý định tu sửa lại ngôi nhà. Hắn chưa từng nghĩ đến việc đổi nhà. Trước đây, Hòa Yến đã cho một phần bạc cho Hòa Vân Sinh, một phần chuẩn bị cho hứa ra phúc vượng, còn lại giữ lại chút ít cho sau này. Dù bây giờ là một hầu gia, nàng cũng không có ngự tứ trạch viện và ruộng đất, còn bị phạt bồng lộc một năm, dù làm quan, cũng chỉ là một quan thanh liêm. Nàng vốn muốn đi ra ngoài thành đến chu doanh để xem vương bá và mọi người, Hồng Sơn nếu biết nàng là nữ tử, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Nhưng nghĩ rằng đến đó mà không có lý do hợp lý, nên đành đợi thêm vài ngày nữa. Lúc này, trước hết hãy đi bái Phật ở Ngọc Hoa tự trên Liên Tuyết Sơn. Sáng sớm ngày hôm sau, Hòa Yến đứng dậy, thay chiếc váy dài màu xanh lụa hoa, thật may mắn, dù Hòa ra không giàu có, Hòa tuy vẫn chịu chi cho Hòa Đại Tiểu Thư mua váy. Chỉ là gần một năm qua, Hòa Yến đã cao lớn hơn một chút, dù vẫn thon thả nhưng không còn yếu ớt như trước, trông khỏe mạnh hơn nhiều. Thanh Mai cuốn một ít tóc dài sau ót, phần còn lại thì buông lơi tự nhiên. Hòa Yến nhìn mình trong gương, vẫn cảm thấy chưa quen, chỉ thấy Thanh Mai cười rạng rỡ. Cô nương vẫn xinh đẹp như vậy, lúc trước khi trở về, tiểu tỷ suýt không nhận ra. Hỏa Yến thầm nghĩ, như bây giờ mới thực sự là không nhận ra. Trước đây, Hỏa Yến đã bảo Thanh Mai đem tất cả đồ trang sức ra tiệm cầm đồ bán hết, bây giờ muốn tìm một cây châm cũng không có. Sau nửa ngày tìm trong ngăn kéo, Thanh Mai mới lục ra được một cây châm gỗ, có lẽ do chính Hỏa tuy gọt, không đáng giá bao nhiêu tiền, nên không bị đem đi bán. Cô nương cài cái này trông cũng đẹp, tiêu đô đốc nhìn chắc cũng vui. Thanh Mai lầm bẩm Hòa Vân Sinh và Hòa Tuy đã đi sớm, nhưng họ rất yên tâm về tiêu giác, biết rằng Hòa Yến đi liên tuyết sơn cùng tiêu giác nên không hỏi thêm gì. Có lẽ không phải yên tâm về tiêu giác mà là yên tâm về Hòa Yến, bởi từ khi biết Hòa Yến tại Lương Châu vệ chặt hai cái đầu của ô thác, ánh mắt hai cha con nhìn Hòa Yến đã khác xưa rất nhiều. Tốt rồi, tốt rồi. Hòa Yến sờ lên đầu, Tùy ý một chút là được. Hỏa Yến cầm bọc quần áo trên bàn, cười nói. Ta đi trước. Nàng không cần Thanh Mai đi theo, dù sao Thanh Mai đi quá chậm. Hẹn là giờ thìn, Hỏa Yến không biết Tiêu Giác đến lúc nào, nên mở cửa lớn nhìn xem bên ngoài có người không. Vừa mở cửa, nàng đã thấy trước nhà có một chiếc xe ngựa, Phino đang lái ngựa, rèm xe nửa mở, Tiêu Giác ngồi trên xe ngựa đang đọc sách. Hỏa Yến khẽ giật mình, chạy nhanh tới hỏi hắn. Ngươi đến lúc nào? Sao không vào? Vừa tới, Tiêu Giác bồn cuốn sách trong tay. Tưởng ngươi còn chưa tỉnh nên chờ. Hỏa Yến leo lên xe ngựa một cách quen thuộc, Xích ô bắt đầu đi, Hỏa Yến ngồi xuống, xoa tay hỏi. Ngươi ăn sáng chưa? Tiêu Giác nhìn nàng một cái, không nói gì, từ dưới bàn nhỏ trong xe ngựa lấy ra một hộp gỗ đỏ, vừa mở ra, mùi thơm lập tức lan tỏa, bên trong là bánh ngọt nóng hổi và một chén tương ngọt. Làm sao ngươi biết ta chưa ăn? Hỏa Yến rất cảm động sáng nay muốn lên núi, thanh mai muốn trải đầu cho nàng, đã phải dậy sớm, hỏa yến không nỡ bảo nàng dậy sớm hơn để nấu ăn, định khi tiêu giác chưa đến thì ra phố mua hai cái màn thầu ăn tạm. Không ngờ tiêu giác lại chuẩn bị chu đáo như vậy, tiêu giác nhướng mày. Trong chùa đồ chay có hạn, sợ không đủ cho ngươi ăn no. Thấy tiêu giác đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, hỏa yến không để ý đến lời chiêu chọc mình là thùng cơm. Vừa ăn, nàng vừa trò chuyện với tiêu giác. Đồ đốc, Nghe nói Ngọc Hoa Tự trên liên tuyết sơn rất linh thiêng. Trước kia có người rất nghèo, nhà đói khổ, một ngày nọ lên núi đốn củi, trời đột nhiên sấm sét mưa lớn, liền trốn vào Ngọc Hoa Tự tránh mưa. Khi đó Ngọc Hoa Tự chỉ là ngôi miếu hoang, người ăn mày nhìn lên Phật tượng nói, Phật tổ ơi Phật tổ, xin chỉ đường sống cho con, nhà con già trẻ đều đói khổ. Kết quả khi ngủ trong miếu, hắn nằm mơ thấy Phật tổ bảo về nhà đào giếng trong sân. Nói đến đây, Hòa Yên cố ý nhìn biểu hiện của tiêu giác nhưng hắn chỉ nhìn nàng với nụ cười không rõ, không nóng nảy ngắt lời, cũng không thúc giục, giống như đang nghe một câu chuyện nhàn nhạt không liên quan. Hỏa Yến suýt nữa nghi ngờ mình kể chuyện không hay, nếu vương bá ở đây, chắc chắn đã khẩn trương hỏi sau đó thế nào. Tiếp theo ra sao, nhưng câu chuyện đã bắt đầu, tự nhiên phải tiếp tục kể. Người này sau khi tỉnh lại, còn nhớ rõ giấc mơ. Về nhà, ban đêm vác quốc gia giếng đào lỗ, đào mái, đào mái, cuối cùng đào ra một túi vàng. Người nghèo này có vàng, liền dùng vàng để làm ăn, ngày càng khấm khá, trở thành một cự phú địa phương. Khi có tiền, hắn lại đến Ngọc Hoa Tự, biếu cho trụ trì một khoản tiền nhang đèn, còn giúp tu sửa lại chùa miếu, Phật tượng cũng được rát vàng. Từ đó, Ngọc Hoa Tự càng ngày càng linh thiêng, mọi người nói rằng càng quyên nhiều tiền nhang đèn, càng dễ thành tâm nguyện. Kể xong câu chuyện, Hòa Yến ăn hết miếng tương cuối cùng. Sao, đồ đốc, có thấy truyền thuyết này hay không? Tiêu giác không đưa ra ý kiến. Cố sự của Hòa đại tiểu thư kể không tệ. Hòa Yến, câu chuyện này thật là nàng tự biên, không phải từ ai kể, đã quên rồi. Đương nhiên cũng không phải Ngọc Hoa tự, mà là một tự khác. Dù sao lấy ra để dọa người cũng đủ rồi, kết quả bị tiêu giác thẳng thắn vạch trần. Hòa Yến thực sự nghi ngờ khả năng dọa người của mình có bị rút lui ngàn giảm không. Dường như nhìn thấy sự uể hoài của nàng, tiêu giác nói. Trụ trì Ngọc Hoa tự rất quen với đại ca ta. Hòa Yến. À, cho nên câu chuyện của ngươi, quá giả. Hỏa Yến im lặng, lừa người lại gặp đúng người quen, thật sự có chút xấu hổ. Nhưng, nàng nhìn tiêu giác. Tốt, cái chùa đó không phải Ngọc Hoa tự, nhưng câu chuyện là thật. Đồ đốc, ngươi có tin rằng đôi khi những gì xảy ra trong mộng có thể là thực. Tiêu giác. Mộng, ngươi có nghĩ rằng, có lẽ tất cả những gì chúng ta trải qua bây giờ, ở Lương Châu, Tế Dương, hay nhuận đô thực chất chỉ là một giấc mộng khi tỉnh dậy từ giấc mộng người trở thành một người khác những gì có được trước kia đều tan biến nàng giọng điệu du dương như chứa được ý nghĩa sâu xa khiến tiêu giác không thể không nhìn nàng một cái hắn suy nghĩ một lúc rồi nói dù là mộng cũng không sao hỏa yến nhìn hắn tỉnh mộng làm lại từ đầu là được hỏa yến ngẩn người không kìm được cúi đầu cười cũng đúng tỉnh mộng làm lại từ đầu cũng chẳng sao giống như kiếp trước nàng gặp tiêu giác rồi nàng chết kiếp trước làm tướng quân cũng thay người khác làm quần áo cưới tỉnh mộng làm lại từ đầu nàng vẫn gặp tiêu giác một lần nữa trở lại làm hòa yến trên chiến trường chắc chắn rằng đồ vật của ngươi dù tạm thời mất đi cũng sẽ trở lại bằng một cách khác cả mặt trăng và thanh kiếm của nàng đều như vậy hôm nay trời đẹp khách hành hương rất đông trước cổng chùa ngọc hoa một chiếc xe ngựa dừng lại một cô gái trẻ đỡ một người phụ nữ xuống xe Người phụ nữ này cũng khá xinh đẹp, chỉ là trông sắc mặt tái nhợt, thần sắc tiêu tụy vì bệnh tật. Bên cạnh cô gái này là một người có nét mặt tương tự, đây là hai mẹ con. Mẹ, mẹ đi chậm thôi, cẩn thận dưới chân. Hòa tâm ảnh nói khẽ, phu nhân hòa nhị khẽ gật đầu. Hòa tâm ảnh thở dài trong lòng, lúc nàng rời nhà lấy chồng, sức khỏe của phu nhân hòa nhị đã không tốt, bây giờ lại càng ngày càng xa sút Sáng nay, nàng đi hòa ra đón mẹ lên xe ngựa, khi đỡ cánh tay của mẹ, nàng cảm nhận được cánh tay mảnh khảnh của phu nhân hòa nhị yếu đuối đến mức nàng có thể nắm chặt dễ dàng, điều này khiến nàng rất ngạc nhiên. Cha rốt cuộc chăm sóc mẹ thế nào, trong phủ mời các đại phu mà cũng vô dụng sao? Hòa tâm ảnh bất mãn trong lòng. Nếu không để chồng con vào cung mời ngự y đến khám cho mẹ, mẹ như thế này làm sao con yên tâm được? Phu nhân hòa nhị khoát tay. Ta không sao, không cần phiền phức. Hòa tâm ảnh vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ đỡ phu nhân hòa nhị chậm rãi đi vào trong. Người nhà hòa không thích lên núi bái Phật, hôm nay lên núi, chỉ có hai mẹ con họ. Thị vệ đều chờ ở ngoài chùa, hòa tâm ảnh trước tiên dẫn phu nhân hòa nhị đi gặp chủ trì chùa, đưa tiền hương hòa đã chuẩn bị. Hôm nay nàng cũng không thực sự muốn bái Phật, chỉ là tìm cái lý do để gặp mẹ, tiện thể nói về những phát hiện ở hứa ra. Nhưng hôm nay nhìn thấy phu nhân hòa nhị suy yếu như vậy, nàng không thể nói nên lời. Thôi, không nên làm mẹ lo lắng về những chuyện này, về phần những nghi ngờ liên quan đến Hứa Chi Hằng, hãy để nàng tự mình điều tra rõ. Dù sao cũng còn nhiều thời gian, không cần vội vã. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.